Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu có tựa đề Gò má sát chồng của tác giả Nguyễn Lành và tập truyện thứ hai Thảm kịch làng chết của tác giả Danh Giác Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ở cái xóm nghèo thuộc một vùng đồng bằng của một tỉnh miền Bắc, người ta thường kể cho nhau nghe câu chuyện về 20 năm về trước. Một câu chuyện mà lấy đi bao nước mắt của người dân sống nơi đây. Bây giờ kể lại, họ vẫn còn đau đớn thương xót cho người phụ nữ số phận bi ai với mảnh đời nghiệt ngã. Nhằm lúc người ta vẫn tự hỏi rằng, ông trời sao chẳng đối xử công bằng với cô. Cô ấy tên là Mận, năm 18 tuổi cô lấy chồng và sinh được một con trai đầu lòng đặt tên là Thiên Quân gọi là lấy chồng cho đỡ tuổi thân chứ thực chất cô có chữa trước nên chẳng được cưới hỏi đàng hoàng bố mẹ bên chồng chẳng vừa mắt chê cô thân phận kém cỏi nên chẳng cho vào nhà hàng xóm thương tình cho vợ chồng cô mượn lô đất rồi bao nhiêu vốn liếng dành dụm hai vợ chồng cô mận cất tạm một ngôi nhà phía cây gạo sinh sống qua ngày mãi đến năm thẳng quân mười tuổi cô mới tiếp tục hạ sinh được cô con gái vợ chồng cô mận xem đây như là món quà trời ban hạnh phúc nhân đôi khi đủ nếp đủ tẻ và đặt con gái với cái tên thiên ân sau khi con bé được sinh ra thì bố mẹ bên chồng cũng vì điều tiếng thiên hạ mà gạt bỏ cái tôi sang thăm cháu nội rồi ngỏ ý gọi vợ chồng cô mận về nhà nội ở cho vui nhà vui cửa chưa đất thì đất hàng xóm ai đâu họ cho mượn suốt đời với lại bây giờ con cả cũng ra riêng mình ông bà ở trong ngôi nhà lớn thì cũng buồn lắm Thế mẹ nói cũng có lý Nên chồng cô Mận quyết định trả lại đất cho hàng xóm Theo bố mẹ về nhà Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua với gia đình nhỏ Ngày thôi nôi của thiên ân thì sóng gió mới bắt đầu ập đến Đêm ấy mưa gió bão bụng Như chính ông trời đang khóc thương cho hoàn cảnh éo le ấy Cô Mận đang bế con trên tay Hí hửng cười nói chờ chồng về để tổ chức tiệc thôi nôi tại gia cho con gái vì là phận mồ côi nên hôm nay chỉ có bố mẹ chồng và anh chị em bên chồng còn phía đại diện nhà ngoại là một vài cô bạn thân của cô mận thiên quân đang học bài ngước mắt nhìn mưa tí tách ngoài cửa sổ thấy bóng lưng quen thuộc bước nhanh qua thằng bé quen mồm mà gọi lớn a à, bố về rồi bố ơi đáp lại thiên quân là tiếng mưa thêm xối xả kèm theo những tia chớp đi đùng như muốn rạch ngang bầu trời thiên quân thò đầu ra cửa sổ để nhìn cho rõ hơn thì chẳng thấy ai cả đã rủi mắt hai ba lần rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài chẳng có gì ngoài chú chó hàng xóm cứ nhìn vào góc hàng rào mà sủa lên in ỏi rồi chu lên từng hồi văng vẳng như tiếng réo âm hồn thiên quân đóng cánh cửa sổ rồi tiếp tục học bài bỗng có ba tiếng có lên hồi nhịp nhàng thằng nhỏ nhướng người sát lại cửa sổ nó cất tiếng hỏi ai ở đấy ạ à? vẫn tiếng có ấy cộc cộc ba lần nhưng không có ai trả lời thiên quân từ từ mở hé cánh cửa đập vào mắt nó là ánh sáng xanh lẻ của con chó mực nhà hàng xóm vẫn kiên cố đứng dưới mưa đôi mắt nó bây giờ nhìn chằm chằm hướng cửa sổ chỗ thiên ân mồm vẫn chu chéo không thôi Thiên quân đảo mắt nhìn quanh một hồi Vẫn không thấy ai liền đóng cửa thật mạnh Nó áp sát tay vào cửa sổ Hỏa lẫn trong tiếng chó in ỏi Tiếng mưa lột đột Tiếng đi đụng của sấm chớp Vẫn nghe vằng vằng đâu đó tiếng khóc thê lương ai oán Như có âm tì vọng về Đúng lúc ấy chiếc điện thoại Nokia 1200 trên tay cô Mận rung lên Là chú Tiến, chồng cô gọi Nhưng đầu dây bên kia giọng người đàn ông lạ lắm alo alo trời mưa quá cô nghe tôi nói gì không cô Mận tim đập loạn nhịp à, à, ai à, ai đấy hả sao 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 lại giữ máy của chồng tôi giọng người đàn ông bên kia vang lên nghe chói tai mà nhói đến tận lòng cô vợ tội nghiệp à, chị là người thân của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ à? nếu không phải chị có thể gọi giúp người nhà ra chỗ gã ngã ba đầu thôn được không ạ à? anh này bị uh, tai nạn đang nằm ở đây bị nặng lắm rồi alo alo trời mưa quá tôi chẳng nghe rõ cô mận đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà tay chân run lẩy bẩy miệng lắp bắp anh anh, à, anh 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 tiến bị 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 tai nạn tại bị, bị 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 tai nạn rồi bố mẹ ơi bà xoan mẹ chồng của cô mận đang lúi húi bày mâm cúng cũng ngồi bệt xuống ghế tay đặt lên ngực mà thở gấp cái 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 gì mày nói cái gì ôi còn tôi còn ơi ông thắng bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại dưới đất của cô mận lên ấn gọi cho con trai alo ai đấy phải tiến đó không con trời mưa quá tôi không nghe thấy gì cả ai đó làm ơn ra ngã ba đầu thôn đi ạ chủ nhân số điện thoại này tai nạn bất tỉnh rồi alo có nghe tôi nói gì không ạ alo bố của anh tiến sững người ít giây sau đó vội đáp um, vâng vâng tôi 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 ra ngay đây ạ anh anh làm ơn ở đó với con tôi một chút ạ xác nhận đúng thông tin rồi há hốc gọi con trai lớn là anh của chú tiến thành thành ơi mày mày chở bố ra đầu thôn liền tiến nó ngã xe rồi chú thành dắt xe mặc vội chiếc áo mưa rồi chở ông thắng đi hai cha con cứ nghĩ chắc nó bị nhẹ thôi cho đến khi ra đến nơi người đàn ông khỏe mạnh ấy giờ chỉ là cái xác không hồn nghe mọi người ở đó chứng kiến kể lại do trời mưa tầm nhìn bị hạn chế hoặc là gấp quá mà chú ôm cua không để ý có xe ở phía trước đến lúc thấy theo phản xạ chú phanh gấp tốc độ nhanh cộng thêm đường mưa trơn trượt nên chú tiến bị văng ra xa cả chục mét đập đầu vào cột điện mà chết tại chỗ máu hỏa lẫn với nước mưa lênh láng khắp mặt đường chú chết mà không nhắm mắt Đôi mắt nhìn không đáng sợ chút nào Nó chẳng trận ngược lên hung tợn Mà trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm uất ức khi chết đi mà chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha Hai cha con ông Thắng được sự hỗ trợ của bà con đưa xác chú Tiến về nhà Cô Mận ôm con mà nhảy đành đạch Đâu ai biết được lần gặp lúc ấy là lần cuối cùng Mới hồi sáng vừa ôm vợ hôn con, Hứa hôm nay về sớm tổ chức thôi nôi cho con gái. Vậy mà, người tính sao bằng trời tính. Cô mặn tay bế con gái, tay cứ níu lấy vạt áo chồng. Đôi chân run run ngã khủy lúc nào không hay. Anh ơi, anh tỉnh dậy đi, dậy cũng con thổi nến. Dậy cũng mấy đứa cắt bánh. Con mình nó có tuổi rồi anh ơi. Đừng mà, đừng bỏ em mà đi như vậy mà. Con còn nhỏ lắm. Tội nghiệp mẹ con em lắm anh ơi. Trời ơi là trời. Sao ông lại nhấn tâm vậy chứ? Trả chồng lại cho tôi. Trả cha lại cho con tôi. Tôi xin ông đây. Trong cuồng quay hối hả của cuộc sống, cô may mắn khi tìm được một nửa cuộc đời. Cứ nghĩ rằng chỗ dựa vững chắc ấy mãi mãi là bờ vai rộng để cô tựa vào. Thế sự đâu ai lường trước được. Tiếng khóc xé lòng vang vọng lấn át cả tiếng mưa rối rả ngoài kia. Trong góc nhà, hình ảnh thiên quân càng tội nghiệp hơn. Nó ngồi co ro, gương mặt bẩn thẳng chưa chấp nhận được sự thật. Đôi bàn tay tự ôm lấy bờ vai mà mếu máu gọi hai tiếng thân quen. Đã từng. Bố ơi! Bà Soan cũng đau lòng không kém, ngất lên ngất xuống phải ba bốn người dìu mới có thể bước lại gần con trai. Bà nhìn con mà vỗ vào lồng ngực tức tưởi. Ghét thì ghét con dâu, chứ con trai thì đứt ruột đẻ ra sao mà không thương cho được. Bà đưa đôi tay đun rẩy vuốt mắt cho con trai, thế nhưng đôi mắt vẫn không thể nào nhắm được. Đôi mắt ấy vẫn man mác buồn. Cô mẫn thương chồng cũng đưa bàn tay vuốt mắt chồng, thế nhưng vẫn không được. Đến ông Thắng chú thành thử vuốt cũng chẳng ăn thua. Lúc này cô Mận gọi thiên quân lại gần Rồi chỉ cho thiên quân vuốt mắt cho bố Đôi tay nhỏ bé ấy chẳng thể nào che hết đôi mắt của bố Nó từ từ vừa vuốt vừa khóc nước nở <laughs> Bố Bố ơi Bố ơi Bố Bố chết thật rồi ư Đôi mắt chú Tiến từ từ cụp xuống Nhưng vẫn còn he hé, hé dường như vẫn còn điều gì đó chưa thể nào nhắm mắt xuôi tay được lúc này cô mặn mê ôm con gái vào lòng rồi dùng tay mình nắm lấy tay con gái đặt lên mặt chồng vuốt nhẹ một cái đau đớn hơn cả thiên ân còn quá nhỏ chưa biết được nỗi đau mất mát quá lớn này vẫn cứ bô bô ba ba mà cười khúc khích lần này quả nhiên mắt của chú tiến nhắm nghiền lại hai giọt nước mắt cuối cùng của một kiếp người cũng lăn đài trên gò má người đàn ông trẻ. phải chăng giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt nuối tiếc, không đành lòng đứt đoạn tình này mà đi. Chu Tiến là con nhà khá giả, từ nhỏ đến lớn chẳng đụng tay việc gì. Nhưng vì thương cô Mận mà quyết định từ bỏ gia đình, chấp nhận cùng cô Mận đồng cam cộng khổ. Ngọt nghẹt cũng hơn 10 năm, chưa chụp được tấm ảnh nào làm kỷ niệm. Bây giờ chết đi phải lấy ảnh còn là học sinh để làm ảnh thờ. Đôi mắt ấy vẫn man mát buồn. Đọng chút long lanh trên di ảnh đã cũ. Chiếc xe tăng nặng nề lăn bánh. Cô mận tay ôm đứa nhỏ, tay níu lấy cổ quan tài. Đôi chân trần vấp vào đá đến bật cả máu lên. Thế nhưng cô chẳng cảm thấy đau. Vì có nỗi đau nào đau hơn khi mất đi người cùng mình đã ước hẹn trăm năm miệng cô vẫn gào lên gọi tên chồng trong nỗi tuyệt vọng cùng cực thiền quần nó ngồi bệt xuống đất ôm chặt chân người đứng đầu của đội đẩy xe tang đôi mắt đứa trẻ tội nghiệp ngấn lệ miệng hốt hoảng hét toáng lên đừng mà đừng mà thả bố con ra các chú đừng đưa bố con đi mà mẹ ơi mẹ ơi con còn muốn mất bố đâu mẹ ơi gọi bố về cho con đi mà Bố bảo bố đi làm kiếm tiền mua sữa Con không cần uống sữa nữa Con không cần Con chỉ cần bố thôi Cô Mận lê lết thân xác mệt mỏi đến cạnh con trai Ôm hai đứa nhỏ vào lòng Miệng đau đớn nói lời xin lỗi Hai hôm nay mưa như chút nước Thì nhưng nỗi đau này đến bao giờ mới chút được Lối xóm cũng che ô đội rủ tiễn đưa hương linh trên đoạn đường cuối của Trần Tục một tuần sau đám tang cô mận vẫn chưa thể nào chấp nhận được ông con ngồi thẫn thờ trước di ảnh của chồng ngọn đèn dầu trên bàn thờ cứ leo lắt ánh sáng lập lòe trước những ngọn gió hun hút từ đâu kéo đến bà xoan từ trong bếp đi ra từ lâu đã xem cô mận là cái gai trong mắt nên thẳng thừng mà buông câu lạnh lùng còn tôi cũng đã chết rồi còn nó no thì à, tôi còn du di chấp nhận rước cái loại như cô về nhà. Nó không còn nữa thì cô cũng đừng hòng ở đây. Chỉ thêm trướng mắt tôi. Quá đau lòng, cô Mận không nghe thấy mẹ chồng đang nói gì cả. Vẫn ôm con đu lại câu hò xưa. Chẳng nằm nghĩa nặng câu trầu, hay từ chồng vợ giữ câu trung tình. Đôi ta chót nợ ba sinh, chàng ơi thiếp xé theo chàng sang sông bởi trời đã kết nhân duyên em nguyện một dạ xuôi thuyền cùng anh bà xoan hất thẳng lên nước trên bàn thờ và mặt cô mận một tay chống nạnh tay kia chỉ thẳng mặt con dâu mày còn ở đó mà hát hò mày có nghe tao nói gì không cũng tại vì cái giống loài như mày mà con tao chết thảm mày biến khỏi nhà tao ngay cô mận không hiểu chuyện gì đang xảy ra xô xôi đôi bàn tay run rẩy không, không phải, không phải, không phải tại con đâu mẹ, con, con làm gì sai hả mẹ? Bà xoan nghiến răng mà nói, giờ này vẫn chưa biết chứ gì, còn tao chưa nói cho mày biết chứ gì, bây giờ mày nghe cho rõ. Ngày xưa tao không cho nó cưới mày là bởi vì thầy bói nói mày mang mệnh sát phu. Cái gò má mày, á, mày thử soi gương mà xem, có phải là nó nhô cao sấp xỉ bằng mũi không? Cũng tại mày mà con tao chết yếu, mày mày vừa lòng chưa phải chi ngày đó mày cầm tiền tao cho rồi biến đi thật xa thì con tao đâu phải yểu mệnh thế này Cô mận lắc đầu không phải không phải là mẹ là mẹ muốn đuổi con đi nên nói vậy đúng không ạ à? chờ đợi con dâu nói dứt câu bà xoan đã hét lên là tại mày là tại cái tướng sát phu của mày mày hại con tao tiếng hét của bà xoan khiến thiên ân sợ hãi khóc toáng lên cô mận gạt nước mắt dỗ dành con dỗ mái đứa nhỏ cũng không chịu nín bất lực cô không biết làm gì mà sụt sùi khóc cùng con bà xoan nghe tiếng khóc càng cảm thấy chối tay hơn bà dùng sức đưa tay lôi hai mẹ con cô mận mày ra mày ra khỏi nhà tao biến khỏi mắt tao cô mận vẫn không ngừng van lơn mẹ ơi đừng mà mẹ ơi Đất cũng trả cho hàng xóm rồi nhà cũng dỡ rồi mẹ đuổi con Thì con biết phải đi đâu Con thực sự không biết Chồng con chưa từng nói với con lý do mẹ cấm cản Nếu như con biết vì con mà ảnh hưởng đến sinh mệnh của anh ấy Thì con đã đợi xa anh ngay từ lúc đó rồi Mẹ ơi Bà Soan vẫn không mảy may một chút lòng bao dung trước lời khẩn khoản ấy Bà vẫn cứ cố lôi mẹ con cô Mận ra đến cửa Cô Mận áo quần sọc sạch Nếu lấy cánh cửa chính Mẹ ơi, mẹ ơi, xin mẹ cho con ở đây cúng mâm cơm thất tuần cho chồng con. Rồi đến mãn tang chồng con, con đi đâu cũng được. Mẹ ơi, mẹ rủ lòng thương. Thường hai đứa cháu nội tội nghiệp đã mất bố, mà cho ba mẹ con chúng con ở lại thêm một thời gian nữa. Bà xoan chỉ tay thẳng mặt con dâu. Rồi tuyên bố chắc nịch. Thằng Thiên Quân là con trai thì chắc chắn nó phải ở lại đây để sau này còn hương khói cho bố nó. Chứ cái ngữ con gái mà gò má như cô thì cũng là cái thứ nghiệt chủng nhà này không nhận nhá. Ôm nó đi đâu thì đi. Thấy chú Thành đi từng hoài ngõ vào, cô mận như đang đuối nước vớ được phao cứu sinh. Cô lê lết ôm chân chú Thành. Xảy cha còn chú hút xảy mẹ thì bố gì. Bác ơi, này mẹ muốn đuổi tôi đi. Bác là anh cả chị đầu. Bác nói với mẹ giúp tôi một tiếng, cho tôi được ở lại đây. Còn làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Chú Thành ngậm ở ừ rồi kéo bà Soan vào phòng Hai mẹ con tỉ tê to nhỏ Trời ơi mẹ ơi Sao mà mẹ đuổi nó đi lúc này Bà Soan nhanh nhau đáp lại Không đuổi nó đi bây giờ thì đuổi lúc nào Cái ngựa ấy chứa trong nhà Có ngày cũng mang họa sát thân Mày đừng có ngu như thằng em mày Nhưng mà mẹ Chú Tiến mới chết được ít hôm Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà sao mà được Làng xóm nó không cười lên đầu mẹ mới sợ ấy với lại con đằng nào cũng là trưởng thôn mẹ làm vậy là ảnh hưởng đến con mẹ cứ để cô mận ở lại coi như là thuê một con ở mà không tốn ngàn nào sau này muốn đuổi đi thì thiếu gì cách chứ bây giờ mà đuổi đi là nát chuyện cả đấy bà xoan ngẫm một lúc thấy con trai nó có lý bà nhếch mép cười chấp thuận theo ý con trai vừa lúc ấy ông thắng cũng đi công việc vừa về thấy mặt mũi con dâu nước mắt đầm đìa Ông Thắng cất tiếng hỏi vợ Bà lại bắt nạt nó đấy à? Bà xoan liếc mắt ngang dọc Thì nó hỗn Tôi dạy con dâu thì có gì là sai chứ Không dạy tới lúc nó leo lên đầu lên cổ Thì lúc đó mới sáng mắt ra Bà dạy con dâu thì tôi không cấm Nhưng mà thằng Tiến nó mới mất Tôi không muốn trong nhà lại xào xáo ồn ào lên Bà xoan lật ngửa hai tay tay trái vỗ lạch bạch trên lòng bàn tay phải. Thế là tại ai? Tại ai mà nó chết? Ngày xưa tôi đã nói bằng giá không để nó bước vào cái nhà này. Cả chục năm đang yên ổn khi không ông sót cháu bảo tôi cúi đầu đi xin lỗi mà rước nó về. Vừa về ở chưa được một tuần thì thằng Tiến nó mất. Tôi hỏi ông có phải là nó vận đen không? Ra tiên cửu huyền thất tổ nhà ông đang quả trách đó ông thắng ạ. À. Ông thắng nắm chặt bàn tay đập mạnh lên bàn khiến cho ấm nước trên bàn cũng phải rung lên tí nữa là đổ. Bà có thôi đi không hả? Bà lại nghe bói toán nhảm nhí. Ngày xưa cũng vì tôi không có chính kiến tôi nhu nhược từng nghe bà tin theo lời thầy bói, nên con tôi mới chịu khổ cực. Cháu nội tôi thiếu ăn thiếu mặc, con dâu tôi nó bị rẻ biểu. Phận đàn bà sao bà không biết thương nó? Thằng Tiến là con trai của tôi với bà, nhưng là chồng của con Mận. Nó mất rồi, tôi với bà đau 10 phần nhưng con Mận nó đau cả ngàn lần. Hai đứa cháu còn nheo nhóc trách nhiệm đổ lên đầu nó Phận làm cha mẹ sao bà lại có thể đối xử như vậy chứ hả Chú Thành thấy bố mình có vẻ căng thẳng quá Nên nói vài lời Mẹ nhất thời hồ đồ Còn cũng đã nói với mẹ lúc nãy rồi Không có chuyện gì đâu bố Bố bớt nóng Ngồi xuống đây còn rước, rót nước cho bố Ông Thắng nhìn chú Thành được cúi đầu rưng rưng nước mắt Trời ơi là trời hai đứa con trai đứa nào cũng là máu mủ có bao giờ bà thử hỏi bà đối xử không công bằng với hai đứa nó không thằng thành phật làm anh nhưng lúc nào bà cũng chăm lo nó chu toàn dù như thế nào cũng bênh vực nó còn thằng tiến thì sao từ nhỏ tôi lớn tôi chỉ thấy bà mắng mỏ hễ việc gì không vừa ý bà lại đánh nó bây giờ nó chết đi bà mới thấy đau lòng đúng không bà Soan chột dạ mắt nháy liên tục ừ, ừ. Ừ thì thì tại ông cũng biết đấy Thằng Thành nó mang tiếng là anh Nhưng nó sinh thiếu tháng Từ nhỏ đến lớn còi cọt bệnh tật Tôi để ý nó nhiều một chút là sai à Con thì đứa nào cũng con Đứa nào tôi cũng thương như nhau Với lại thằng Thành nó ngoan ngoãn Tôi đặt đâu nó ngồi đó Còn thằng Tiến thầy bói nói tôi với nó khắc khẩu Sắp lại là cãi nhau Chứ máu mủ của tôi sao tôi không thương Ông nói vậy mà nghe được à Ông Thắng nhìn vợ lắc đầu lại là thầy bói Tan nhà nát cửa cũng vì tin lời thầy bói Bà chưa sáng mắt à Bà liệu mà sống Đối đãi tử tế với vợ con nó Để mà chuộc lỗi với nó Chứ không nghiệp này đến kiếp sau Cũng không trả hết được đâu Bà xoan mặt mày tái nhợt Không hiểu vì lý do gì Mà từ cái lúc ông Thắng nói đến chuyện Đối xử thiên vị với đứa con trai lớn Tay bà cứ lẩy bẩy lớp vải quần dày kịt vẫn không che nổi sự run rẩy của đôi chân sau lớp vải bà gọi con trai dìu mình đi vào phòng chân đi siêu vẹo xít nữa ngất luôn ở phòng khách ông thắng kéo vạt trâu ống tay áo rồi lau đi giọt nước mắt ông từ từ tiến lại đặt tay lên vai cô mận âu yếm nói còn đưa cháu cho bố bế con đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa nhé xem có cái gì đó ngon ngon mua về nấu cho hai đứa nó ăn tạt ngang qua trường đón thiên quân về luôn vừa nói ông thắng vừa móc trong túi quần ra một sấp tiền rúi vào tay cô mận cô mận bối rối Ô, ôi bố sao nhiều thế à bố cất đi còn vẫn còn chút tiền mà chồng con để lại cho con trước lúc anh mất ông thắng vẫn cứ rúi tiền vào tay cô con cứ cất đi cái tiền của vợ chồng con con á thì cất lấy mặt phòng thân Nhớ lúc thèm cái gì thì mua mà ăn Còn tiền mua cái này cái nọ nữa Còn ở nhà chăm hai đứa nhỏ thì lấy đâu ra tiền Cất đi con Còn tiền đi chợ búa hàng ngày cứ bảo mẹ sẽ đưa cho con Đi đi không chưa lại tan chợ mất Cô Mận suy nghĩ đến tương lai sau này Cô cầm tiền mà rưng rưng nước mắt Giọt nước mắt rơi vì xúc động trước tình thương của bố chồng Giọt nước mắt rơi vì thân phận cô quả mất đi bờ vai vững chắc không biết tương lai của mấy mẹ con sẽ như thế nào và giọt nước mắt rơi vì theo như mẹ chồng nói thì bản thân mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến số mạng của chồng phải đứt đoạn khi còn quá trẻ cô mận gửi con cho bố chồng bế rồi đi chợ đón con và nấu xong xuôi một mâm cơm thịnh soạn để ý mới thấy cô mận toàn nấu những món mà người chồng quá cố thích ăn ngày anh còn sống chẳng được mấy khi ăn kinh tế không mấy khá giả nên chỉ tập trung bồi bổ bộ cho hai đứa nhỏ còn vợ chồng cô mặn thì ruột bầu nấu với rau tôm cũng thành bữa cô dọn lên bàn cho chồng rồi đốt nhang mời chồng về ăn vẫn không kìm được mà rơi nước mắt lã chã bà xoan từ lúc đi vào phòng thì mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu đến bữa cơm chồng con có gọi thế nào cũng chỉ ngồi trong phòng mà nói vọng ra Ăn đi, lát nữa tôi ra ăn sau. Mệt nghỉ một chút mà cũng chẳng được yên. Ông Thắng chẳng lại gì tính vợ. Cứ tưởng bà dỗi như mọi khi nên bảo các con cứ ăn trước. Cứ để đấy, đói tự khắc sẽ ra ăn. Bà xoan ở trong phòng cứ đi tới đi lui, gương mặt trông căng thẳng lắm. Hình như là đang lo lắng điều gì đó. Thỉnh thoảng lại đứng cạnh cửa sổ mà nhìn mây nhìn trời. Tiếng có cửa khiến cho bà giật mình. Ai đấy? Đã bảo ăn đi rồi mà, gọi như gọi đói. Là con đây mẹ. Nghe thấy tiếng con trai bà mới dịu giọng. À, con vào đi. Nhìn thấy sắc mặt bà xoan không được tốt, chú Thành ngỏ ý. Hay là để con chở mẹ đi khám nhé, mẹ thấy không khỏe chỗ nào, mẹ cứ nói con nghe bà xoan thở dài rồi ấp úng muốn nói điều gì đó nhưng lưỡng lự hoài vẫn không thể nào nói ra được lấy cớ muốn nghỉ ngơi rồi đuổi khéo con trai về chú thành xây nhà riêng nhưng cũng chung vuông đất với nhà bố mẹ nên cách nhau cũng chỉ dăm ba bước chân hôm đó về nhà chú thành cũng trằn trọc suy nghĩ mãi về điều bố nói mà không tài nào ngủ được hai anh em nhưng chẳng giống nhau tí nào chú thành thì người nhỏ con nước da trắng bóc khuôn mặt hơi dài, tính tình khó ưa. Ý mình con nhà có điều kiện nên chẳng coi ai ra gì. Còn chú Tiến thì ngược lại, da nâu khỏe khoắn, gương mặt hình chữ điển nhìn phúc hậu lắm. Mà cái tính cái nét lại cực kỳ dễ thương. Chú Thành nhớ như in, hồi còn bé mỗi lần hai anh em cãi nhau, mẹ toàn bênh bực bản thân mình. Còn chú Tiến lúc nào cũng hậm hực mà hỏi mẹ. Còn là đứa mẹ lượm ngoài bãi rác phải không ạ? sao lúc nào mẹ cũng mắng con lúc ấy có thời điểm làng xóm cũng hay đùa rằng chú thành không phải là con của ông thắng vì chẳng giống ông chút nào nghĩ là người ta chỉ đùa cho vui nên chú thành cũng chẳng mấy để ý nhưng đến hôm nay nghe chính miệng ông thắng nói ra cộng thêm thái độ của mẹ nên chú thành cũng hơi nghi ngờ về thân phận của bản thân suy nghĩ mãi chú thiếp đi hồi nào không hay cánh cửa sổ bật toang đánh vào vách tường nghe rõ to. Ngoài trời chẳng lấy đâu ra ngọn gió. Chẳng hiểu tại sao cửa lại bật như vậy. Cô Liên vợ của chú Thành không quen mở cửa khi ngủ nên bước lại gần đóng cửa. Mặt nhắm mắt mở cô Liên thấy bóng người đàn ông đứng rũ rượi bên gốc cây chỗ hàng rào nhìn vào trong nhà bố mẹ chồng. Cô rủi mắt hai ba lần rồi nhìn cho kỹ hơn. Người đàn ông đấy vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng vàng vặc Cô lên rón rén bước lại cạnh chồng, lay lay chồng dậy. "Anh ơi, dậy, hình như là chú Tiến về thăm nhà đấy." Chú Thành nghe vợ nói thì giật mình bật dậy, ôm khư khư vợ mà lắp bắp. "Cái cái 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 gì mà 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 mà, 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 mà chú 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 Tiến à? Nửa đêm nửa hôm được được đừng, đừng làm tôi, tôi sợ." Cô lên vốn sinh ra trong gia đình tín ngưỡng đạo mẫu nên quả quyết về suy đoán của mình cô kéo chồng lại cạnh cửa sổ xem cùng mình nhưng chồng cô chẳng dám bước qua sáng sớm hôm sau chú thành tức tốc chạy sang kể lại chuyện tối qua chú tiến về thăm nhà cô mận nghe xong thì sụt sùi anh ấy cho anh chị gặp mà không cho tôi gặp vợ chồng với nhau sao anh ấy về mà không cho tôi thấy chứ tôi chỉ mong gặp anh ấy xem thế nào mấy hôm nay không thấy anh tôi nhớ anh phát điên thiện quần nó lớn rồi nó biết chuyện rồi còn bé thiên ân nó cứ quấy khóc chắc tại nó cũng nhớ bố nó lắm bà xoan nghe xong lại nói lời chua chát nó không cho cô gặp ấy là nó hận cô ấy nó hận cô vì cái tướng sát phu của cô ấy ông cha ta nói đâu có sai vợ gò má cao không giao quỷ cũng, cũng giết chồng mà cô mận nghe mẹ chồng nói cúi đầu không biết trả lời làm sao Thiên Quân nắm chặt tay mẹ, nhìn bà xoan mà trả lời ngay. Con không hiểu bà nói gì, nhưng bà đừng nói mẹ giết bố. Bố mẹ con thương nhau lắm, bà đừng nói vậy mà tội nghiệp mẹ con. Chú Thành gõ lên đầu Thiên Quân nghe cái cốt. Đừng có hỗn, mẹ mày dạy mày như vậy hả? Mới có tí tuổi đầu chỗ người lớn nói chuyện mày bép xép cái gì? Thiên Quân rừng rừng nước mắt. Bác ơi, từ nhỏ tới lớn bố chưa từng đánh cháu Cháu nói gì sai sao bác lại đánh cháu ạ à? Cô Mận sợ rằng làm Phật lòng ý mẹ chồng và anh chồng Nên kéo con vào phòng lấy cớ muộn rồi Nên cho đứa nhỏ ăn sáng còn đi học Hai mẹ con bà xoan lại thì thầm to nhỏ Rồi đèo nhau lên chiếc xe hông đa Đi đâu cả buổi trời Không biết là bà xoan đã nói gì với hàng xóm mà từ hôm đó Ai gặp cô Mận cũng né tránh Xua đuổi, buông lời cay nghiệt Ui, cô đi đi đừng có lại gần tôi cái tướng sát phù rõ rành rành tội nghiệp con bà xoan không chịu nghe lời mẹ giờ phải chết oan những lần như vậy cô mận chỉ biết cúi đầu đi thật nhanh cô nhủ lòng phải mặc kệ tất cả phải mạnh mẽ để còn lo cho hai đứa con còn thơ dài thấm thoát cũng vài tháng chồng mất bỏ ngoài tai những lời dèm pha cho đến một ngày đang lúi húi nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng cô liên gọi ý ới ngoài sân ôi rồi ôi thím mận thím mận đâu rồi cô mận tức tốc chạy ù từ dưới bếp lên tay vẫn xách theo con dao đang gọt gỡ quả bí đao ừ, bác bác liên có chuyện gì bác gọi em à cô liên một tay chống nạnh một tay chỉ ra ngoài đường thím lên trường học mà xem thằng thiên quân nó đánh con người ta bể đầu thím lên đánh liệu lời mà xin lỗi người ta chứ đừng để người ta làm ầm lên mà ảnh hưởng đến chức trưởng thôn của anh nhà chị. cô mận gật đầu rồi chạy ra sau vườn nhờ bố chồng và trông hộ thiên ân, còn bản thân chạy một mạch đến trường. cô mận lên đến phòng hiệu trưởng thấy thiên quân mặt mày bầm tím, trên má phải còn rách một đường dài rướm cả máu đang quỳ úp mặt vào tường. cậu học sinh kia với phụ huynh đang ngồi cười nói ở bộ bàn ghế cách chỗ thiên quân quỳ không xa. Cậu học sinh kia không ai khác. Nó tên là Hoàng, con của bà Dân và ông Huân nhà sát bên trường học. Ông Huân là hội trưởng hội phụ huynh của trường. Vừa thấy cô Mận, bà Dân đã lừa một cái rõ bén. Cô Mận đến rồi cơ Cô vào mà dạy lại cháu nhà mình nhé. Chứ mới có tí tuổi đầu đã dở thói côn đồ thì sau này lớn chắc thành quân giết người mất. Cô Mận nhìn con không khỏi xót xa. Cô cất tiếng hỏi lại có nhầm lẫn gì ở đây không à hình như con tôi mới là người bị đánh thì phải chứ cháu hoàng tôi thấy cháu không xây sát gì cả còn con tôi bà dân tặc lưỡi thì nó đưa tay đánh con tôi trước nhưng cháu nhà tôi có học võ đánh không hơn thì bị vậy thôi thế là còn may đấy chỉ bị sức nhẹ thôi đấy tôi biết tính con tôi phải như thế nào con tôi mới đánh trước còn nó không bao giờ gây sự với ai bà dân tiếp giọng chua ngoa đã không có bố Mẹ lại dạy con kiểu này thì chết dở một thế hệ được còn đâu Con làm sao không bắt nó xin lỗi Lại còn bênh nó chằm chặp vậy hả Cô Mận dẫn đến bầm tím ruột gan Cô kéo tay con trai đứng dậy Đứng trước mặt vợ chồng ông Huân Và thầy hiệu trưởng cô hỏi Thiên Quân Con nói cho mẹ biết Con đánh bạn trước có phải không Và tại sao con đánh bạn Thiên Quân bật khóc nức nở là là tại nó nó chửi con là đồ không có bố là đứa con hoang nó nói rất nhiều lần mấy lần trước con đều im lặng không nói nhưng lần này nó lại bảo là tại mẹ giết bố con tức quá nên đã đánh nó nhưng con chỉ đánh một cái nhẹ ở tay thôi cô mận nhìn thầy hiệu trưởng trường rồi nói thưa thầy xin thầy phân giải chuyện này rõ ràng bạn hoàng đã xúc phạm đến thiên quân trước và thầy nhìn xem thiên quân là người bị đánh đến nông nỗi này Sao cháu nó lại bị phạt quỷ Nếu bị phạt thì phải phạt cả hai mới đúng chứ thầy Ông Huân ngồi bưng ly trà nhấm nháp Giả vờ ho khổ khổ vài cái Mắt liếc nhìn thầy hiệu trưởng Vài giây thôi đã nghe thầy hiệu trưởng lên tiếng Cháu Hoàng có nói gì thì cháu thiên quân phải báo cho cô giáo chủ nhiệm Chứ không báo cho cô giáo chủ nhiệm mà tự ý đánh bạn là sai trước rồi Coi như đây là bài học cho cháu bảo cháu xin lỗi cháu hoàng là xong vợ chồng ông huân cũng là hội trưởng hội phụ huynh nhà tài trợ mạnh thường quân lớn trong các hoạt động của nhà trường vợ chồng ông bà đây cũng rộng lượng mà bỏ qua cho cháu thôi cứ bảo cháu xin lỗi một câu là xong chuyện cô mận nghiến chặt răng dứt khoát mà nói nếu như cháu nhà tôi sai nó sẽ tự động xin lỗi mà không cần tôi phải nhắc và tôi cũng sẽ dập đầu xin lỗi ông bà đây nhưng rõ ràng là cháu nó không sai hoặc là lỗi sai của cháu nó không đáng để bị đánh đến mức như vậy. Rõ ràng là cháu Hoàng phải xin lỗi vì xúc phạm cháu Thiên Quân trước, sao lại là cháu Thiên Quân phải một mình nhận sai và xin lỗi? Lời xin lỗi, lời cảm ơn nó không mất tiền để mua, nhưng nó cần phải đúng nơi, đúng thời điểm và đúng người. Bà dân trừng mắt, tay vuốt ngực tức giận. Úi giời, úi đúng là cái dân trí thức kém, hỗn hào chẳng hiểu phép tắc lễ nghĩa gì. Nói với cái loại này cũng bằng không, Cô Mận cúi đầu chào thầy hiệu trưởng để xin phép dắt con ra về, mà chẳng cần đợi sự đồng ý của thầy. Vừa ra đến cổng trường thiên quân ôm lấy mẹ, mắt thằng nhỏ sưng bụng, phần vì khóc, phần vì bị đánh. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì đánh bạn ấy trước. Nhưng mẹ ơi, mấy lần trước con đã báo lên cho cô giáo chủ nhiệm, nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. Cô Mận ôm con vào lòng, tay vuốt tóc thằng bé, hai mắt cô đỏ hoe rừng dừng nước mắt. Lần sau ai con nói mẹ thế nào con cũng cứ mặc kệ đi, đừng quan tâm. Những lời họ nói như món quà họ đem tặng cho con. Nếu như con không nhận món quà đó thì món quà đó vẫn là của họ. Con không cần phải bận tâm. Nhưng khi chúng nó đánh con, con phải đánh lại. Đừng bao giờ đứng yên để chúng nó đánh như hôm nay nghe con. Cánh cổng trường dần khép lại. Ánh nắng chiều chiếu rọi in bóng hai mẹ con dắt nhau đi trên con đường làng thoang thoảng mùi mạ non. Thiên quân tuy còn nhỏ tuổi nhưng là đứa hiểu chuyện. bết mẹ cực khổ vừa bận biểu lo toan công việc trong nhà, vừa tất bật với mùa vụ ở ngoài đồng áng, nên cậu bé luôn luôn là một người anh cả đúng nghĩa. Không chỉ chơi với em mà mọi việc như ăn uống đi vệ sinh của em cậu đều làm rất tốt. Được cái bé thiên ân cũng ngoan, thích chơi với anh nên hai anh em sắp lại thì toàn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Cũng nhờ thế mà cô Mận ngồi ngoài bớt đau khổ ở trong lòng. Về đến nhà thiên quân đã chạy vội vào buồng. Tưởng em đang ngủ định vào thơm em một cái. Ai ngờ ông nội đã dắt em sang nhà hàng xóm chơi. Nó cứ chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ gọi ý ới. Ân ơi! Ân à! Khiến cho bà Soan đang tính công nợ trong phòng không chịu được mà tức tốc đi ra ngoài mắng cho một trận. Bà Soan đứng chống nạnh Chân dẫm đành đạch trên nền nhà, hét toáng lên. Mẹ có im ngay không hả? Con với trả cháu, đi học thì thôi chứ về tới nhà là đau hết cả đầu. Cô mặn lúi húi dưới bếp, nghe con bị mắng, bỏ dở nồi thịt đang kho trên bếp lật đật chạy lên. Mẹ, cháu nó vừa đi học về thấy không có em ở nhà nên cháu gọi. Cháu không biết mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng. Để con dặn cháu lần sau để ý hơn ạ. À. Mẹ đừng mắng cháu nữa à bà xoan hậm hực bước lại gần cô mận hùng dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy cái loại mồ côi như cô ngày xưa có ai dạy đâu mà bây giờ biết dạy con cứ để tôi dạy nó sao cô cứ thích nhảy và họng tôi không vậy cô mận nghiến răng cố nuốt tội nhục vào trong lòng cô nghẹn ngào nói thưa mẹ con mồ côi không được ai dạy dỗ đến nơi đến chốn nhưng con chưa một lần hỗn hào với mẹ chưa làm gì sai trái với ai. Với bản năng của một người làm mẹ, con sẽ biết cách để dạy con mình sống sao cho phải đạo làm người. Bà xoan tính tình ích kỷ nhỏ nhen, lúc nào cũng thích nhai đi nhai lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bà dở cái giọng tranh chua moi móc. Sống phải đạo làm người là có chữa trước khi cưới à? Vậy là phải đạo đó hả? Cái giống con mà chữa trước thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Rồi sau này cũng thành đầu trộm đuôi cướp mẹ thôi đi mẹ có thôi ngay không hả tại sao tại sao chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn không chịu buông tha có chửa trước thì sao chứ nó cũng là cháu của mẹ là máu mủ ruột rà của mẹ mà sao mẹ lại nhấn tâm nói được những lời như thế chứ mẹ nói gì con cũng được nhưng xin mẹ đừng nói những lời đụng chạm đến tụi nhỏ chúng nó mất bố đã quá bất hạnh rồi đến tình thương của bà nội cũng không có được mẹ ghét con đến mức không thể nào mở lòng đón nhận chúng hả mẹ Cô Mận hét lớn cắt ngang lời bà Soan nói. Dường như mọi sự tủi nhục được kìm nén bấy lâu nay đều bộc phát khi nghe thấy bà Soan đụng đến con mình. Cho dù là ai trong trường hợp này cũng sẽ phản kháng để bảo vệ con khỏi những lời nói cay độc đó. Một đứa trẻ đâu có tội tình chi. Những lời nói người lớn nói ra khi tức giận cũng chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Nhưng nó lại là vũ khí hủy diệt đi tương lai của một đứa trẻ. Là những vết dao khiến tuổi thơ của chúng đầy những vết sẹo dài. Bà Xoan sau khi nghe cô Mận nói, vẫn không nhận thức được sự tàn nhẫn của bản thân. Bà sấn tới hùng hổ túm lấy tóc cô Mận. Quần mất dạy, mày dám trả treo hả? Cút khỏi cái nhà này, đi ra khỏi nhà tao. Để tao xem mày lấy gì mà sống, ăn bám lại còn ra mồm. Tội nghiệp thằng nhỏ thiên quân, nó vì thương mẹ mà khóc nấc lên. Hai tay cố cào vào tay bà Xoan để bà Xoan thấy đau mà thả mẹ nó ra. Bà Soan đã gần 60 nhưng vẫn còn khỏe lắm, tay vẫn cứ túm tóc cô Mận không chịu buông. Cũng đúng thời điểm ấy không biết là do tương thông tình mẫu tử khiến thần giao cách cảm hay là có một thế lực tâm linh nào đấy mà khiến con bé Thiên Ân đang chơi từ đầu ngõ cứ khóc toáng lên, miệng bị bô nói không tròn chữ. À, về, về nhà, về nhà. Ông Thắng bế sốc cháu lên, cầm con búp bê đưa trước mặt cháu dỗ dành Mẹ à đang nấu ăn, con ở đây chơi với bạn tí nữa ông ấm về nha. Bạn có đồ chơi nhiều chưa này? Bình thường con bé nó thích búp bê lắm, nhưng hôm nay nó chẳng thèm nhìn lấy một cái. Vùng tay hất văng con búp bê rơi xuống đất. Lần này nó nói rõ chữ dứt khoát một cách lạ lùng. Về nhà, bố gọi về nhà ngay. Ông Thắng hoang mang, chố mắt nhìn cháu một cách khó hiểu. Con bé nó khóc to quá, ruột gan ông cũng nóng lắm, Linh tính có chuyện chẳng lành Ông vội bế cháu chạy thật nhanh về nhà Mới tới ngày hàng rào Ông đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của thiên quân Vào trong nhà ông chứng kiến Được cảnh ức hiếp con dâu của vợ mình Vì đang nổi máu chiến Nên bà Soan không hề để ý Ông Thắng đang đứng cách mình không xa Vẫn cứ luôn mồm chửi rủa mẹ con cô Mận Ông Thắng đặt cháu xuống Không nói không rằng nhảy bổ vào Tắt cho bà Soan một cái đau điếng Bà Soan vẫn chưa hoàn hồn Giật mình thấy ông Thắng bà buông tay khỏi đầu cô mận trên tay bà vẫn còn một nắm tóc của cô mận mà bà vừa nhỏ miệng bà ấp ống tội tôi tôi chẳng đợi bà xoan nói ông thắng đã hét vào mặt bà tôi tôi cái gì bà đang làm gì vậy bà xoan con nhỏ nó có tội tình gì mà bà đánh nó như vậy nó làm gì bà hả bà xoan tuy hung dữ nhưng vẫn dưới cơ của ông thắng vì toàn bộ tài sản đều đứng tên của chồng bà xô tay vừa nói vừa chớp mắt lê lịa, uh, không 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 phải vậy đâu, ông đừng hiểu lầm, tôi 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 chỉ đùa một chút thôi. lời nói của bà Soan chẳng nghe lọt lời nào, chỉ khiến cho ông thắng tức giận thêm thôi. mặt ông thắng đỏ bừng bừng, chỉ thẳng mặt vợ mà nói, tôi không ngờ bấy lâu nay tôi sống với một con người giả tạo như bà. hàng xóm họ đồn ầm lên, nhưng tôi nghĩ mẹ chồng nàng dâu xích mích là chuyện bình thường. Tôi đâu có nghĩ rằng mọi chuyện nó lại đến nước này. Bà còn gì để nói nữa không bà Soan? Tôi đã nói với bà điều gì, bà không nghe à? Hay là bà cố tình không nghe? Còn nó có làm sao thì bà dạy bảo nó, sao lại độc ác đến mức như vậy? Tôi nhắc lại thêm một lần cuối cùng. Nếu như bà còn không đối xử tử tế với mẹ con con mận, thì người bị đuổi ra khỏi nhà chính là bà đó. Bà nghe rõ chưa bà Soan? Bà Soan cúi gầm mặt, liếc nhìn cô mận bằng ánh mắt oán hận tức giận đến run người nhưng không dám làm gì cả. Thường cho tấm thân cô Mận áo quần thì sọc sạch, bộ đồ cũ kỹ mặc từ cái thời còn con gái vốn đã mục vải. Nay bị bà xoan xé toạc rách một bên vai. Đầu tóc rối bời, mặt mày lấm lem vết xước. Cô Mận ôm hai đứa nhỏ vào buồng tuổi thân không kìm nổi mà khóc thành tiếng. Mãi xảy ra xung đột, nồi thịt trên bếp lửa cháy đen hồi nào không hay. Nó cháy đen như chính cái tương lai của mẹ con cô Mận. Bà Soan bị chồng sấn cho cái bạt tay vẫn còn ấm ức lắm. Cứ ngồi trong phòng liếc nhìn ra cửa sổ, xem con trai con dâu trưởng đã về chưa. Nghe thấy tiếng bô xe máy nổ bật bật. Bà vội vã đứng dậy, băng ngang qua cái hàng rào sau nhà, rồi đi vòng ra cửa trước nhà chú Thành. Cô liền đang lúi húi với mớ đồ ăn tay sách nách mang từ nhà ngoại lên, thấy mẹ chồng mặt sưng húp thốt lên Thôi chết Mẹ bị làm sao mà mặt mày lấy thế kia Thôi chết rồi Anh anh sang đỡ mẹ xem thế nào Vừa nói cô Liên không quên gọi chồng Chú Thành vừa đi giữa Chưa nắng về Đang bực mình Vì chiếc xe máy hư cái chân trống chưa kịp thay Nay không biết làm sao mà dựng Vừa loay hoay vừa đáp lời Mẹ thì có bị làm sao mà đỡ Không thấy đang đỡ cái xe để à bà xoan nghe con trai nói thì bắt đầu mếu máu. uống công ta thương mày giờ mẹ mày á mày không lo mà mày lo cho chiếc xe à ôi rồi ôi sao số tôi khổ thế cô liên cất đồ xong bưng ly nước đưa cho bà xoan rồi nói đỡ lời chồng hơi đâu mà mẹ giận chồng con mẹ uống ly nước cho đỡ mệt sáng nay nhà mình có chuyện gì hả mẹ có gì vào nhà kể vợ chồng con hay với để chồng con liệu đường mà tính xem ai dám bắt nạt mẹ của trưởng thôn cơ chứ. Bà Soan chỉ chờ có thế, không kịp uống ngụm nước mà đã liếc mắt nói. Còn ai vào đây nữa? Cái quần ăn cướp quần sát phù, còn dâu út nhà này chứ ai nữa? Cô liền tỏ vẻ hoảng hốt, mặt pha chút xót xa, chứ thực ra trong lòng đang mỉm cười. Cái gì? Thím mận sao? Thím mận đánh mẹ sao? Trời ạ! À, sao thím ấy tệ vậy chứ? Mẹ đã không toan tính rộng lượng bỏ qua mọi chuyện để rước mẹ con cô ấy về nuôi ăn học. Đã không thương mẹ thì thôi đi. Sau này dám làm ra cái chuyện trái với cả luân thường đạo lý thế chứ. Khổ thân mẹ quá. Nghe mẹ nói mà con thương mẹ nhói cả tim. Ai đời mà con dâu để đánh mẹ chồng cơ chứ. Ngay từ đầu bố đưa ra ý kiến đưa vợ chồng chú út về sống chung là con đã lường trước được ngày hôm nay rồi. Chỉ là không ngờ nó sớm thế chứ. Nhìn thì mấy hiền lành thế thôi chứ mà miệng nam mô bụng bổ rau găm đó mẹ. Thì đấy, mà bố mày cứ binh, không phải là nó đánh mẹ đâu, mà là là mẹ với nó cãi nhau, bố mày ăn phải buồn mê thuốc lú gì của nó rồi, dám vì nó mà đánh mẹ đấy. Thôi chết, bố làm vậy thì sao được, sao mà vì cái đứa giết con mình lại nặng tay với kẻ đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm qua cơ chứ. Cô liền khéo ăn khéo nói lại thích lửa thời cơ để thêm dầu vào lửa, nên bà xoan thích lắm. Cứ nói cái gì ra là đều chúng ý bà. Mỗi tội về làm dâu gần 10 năm rồi mà vẫn chưa có nổi một mụn con, nên đôi khi cũng bị bà xoan móc méo. Mà cuộc đời nó có nhiều cái lạ thật. Suốt ngày cứ hối thúc vợ chồng trai cả có con, nhưng hai đứa con của trai út thì ruồng bỏ, ghét ra mặt. Cô liền ghé sát vào người bà xoan nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Mới về mấy tháng mà đã vậy, với cái tình hình bố bênh nó như thế á, Chắc vài năm nữa nó đuổi mẹ ra khỏi nhà đấy Mẹ tính thế nào thì tính Phải đi trước nó một bước Chứ nó ở trong nhà ngày nào Là mẹ nuôi rắn hai mang ngày đó đó Câu nói chủ chốt của cô Liên Phá tan hàng phòng thủ cuối cùng Trong lòng bà Soan Bà nhanh chóng nháy mắt cho con trai Rồi kéo tay con dâu Cả ba người vào phòng ngủ Chốt chặt cửa rồi thì thầm to nhỏ Bà Soan liếc mắt ngó ra cửa sổ miệng ấp úng có vẻ khó mở lời lắm ừ, thực ra thực ra thì um, chú thành nóng ruột hối thúc thực ra là gì mẹ cứ thực ra thực ra rồi rút cuộc là thực ra cái gì mới được chứ cô liền vỗ vào lưng chồng thì anh cứ từ từ để cho mẹ nói chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mẹ mới khó nói đoạn tiếp cô quay sang mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói có chuyện gì mẹ cứ nói vợ chồng con hay Luật gan bụng dạ con thế nào thì mẹ cũng hiểu Không lẽ mẹ không tin tưởng vợ chồng con sao mẹ Bà Xoan thở dài Mẹ không tin tưởng hai đứa thì mẹ tin tưởng ai Chuyện này mẹ đã giấu kín hơn 30 năm nay Trước sau gì cũng phải cho tụi con biết Chỉ là mẹ không biết nên nói bắt đầu từ đâu Chú Thành biếu môi Ôi giời Lần đầu thấy mẹ nghiêm túc nhưng mà mẹ cứ nói ý chính ý gì quan trọng nhất chứ đừng có lòng vòng dắt con đi xa lắc rồi cuối cùng đưa con vô ngõ cụt láng xẹt đó nha mẹ bà xoan nghiêm giọng mẹ không có giỡn chuyện này là chuyện hệ trọng chú thành cắt ngang lời mẹ ừ, vậy thì mẹ nói đi rốt cuộc là mẹ có muốn nói hay không bà xoan nhìn thẳng vào mắt con trai đưa tay nắm lấy tay con rồi mở lời con phải bình tĩnh nghe mẹ nói Chuyện này là chuyện liên quan đến con Sự thật nó không phải như mọi người thấy Con không phải là Con đuột của bố con Chú Thành đút đôi bàn tay khỏi tay của bà Soan Rồi ôm bụng cười khanh khách <cười> Cô liền với bà Soan tưởng rằng chú Thành biết được sự thật quá sốc Nên có phản ứng như vậy Cả hai lo lắng ôm chú Thành cố gắng chấn an con, con có bị làm sao không? con bình tĩnh nghe mẹ nói. cô liền tiếp lời, anh, anh có ổn không? anh đừng làm em sợ. Chu Thành nheo mắt nhìn hai người, rồi nhếch mép cười khẩy một cái, <laughs> tưởng là chuyện gì? chứ chuyện đó còn đoán được từ lâu rồi mẹ, chẳng có gì bất ngờ cả. Bà Soan đưa tay lên mồm, cứ tưởng chuyện này khiến Chu Thành sẽ sốc, nhưng ngược lại người sốc lại chính là bà con con nói con biết con biết bao giờ mà mà làm sao con biết mẹ mẹ đánh giá thấp sự phán đoán của con rồi đấy chỉ cần nhìn vào những gì mẹ đã đối xử với con và chú tiến thì con cũng ngờ ngợ rồi cộng thêm bức thư à mà thôi chuyện này mẹ tự biết hai tay bà xoan túm lấy vạt quần giọng run run bức 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 thư nào con, con, đang nói gì vậy Thành? Chú Thành trấn an ngược lại. Mẹ không cần phải lo lắng. Con là con trai của mẹ mà. Không lẽ nào mẹ lại sợ con vạch trần sự thật. Thú tật với mẹ là con cũng vừa chắc chắn chuyện này mới đây thôi. Ba tháng trước con thiếu tiền. Sau nhiều lần nhìn trộm thì con biết mẹ có cái hộp gỗ bí mật mà mẹ rất quý. Cứ ngỡ trong đó là vàng bạc tư trang nên con đã lén mở ra xem. Định bụng sẽ lấy chút đỉnh. Ai ngờ rằng trong đó chẳng có gì ngoài bức thư đã cũ nhỏ. Xem nội dung thư thì quả thực rất là thú vị. Con không ngờ chuyện như vậy mà suốt bao năm qua bố vẫn không hay biết gì. Bà xoan đưa tay lên ngực, thở mệt nhọc. Bây, bây giờ con đã biết rồi, thì con làm sao? Tìm cách đuổi mẹ con con mận ra khỏi nhà. Rồi hai đứa nhanh chóng sinh được đứa con trai bằng mọi giá phải khiến bố mày sang nhượng toàn bộ nhà cửa ruộng nương chứ tình hình như thế này nếu bố mày mà biết được sự thật thì mẹ con mình bị đuổi khỏi nhà mà không một xu dính túi đâu chú thành im lặng suy nghĩ một hồi bước chân đi vòng vòng quanh phòng chợt chú mỉm cười rồi gật gật cái đầu sau đó tự tin mà nói rằng chuyện này mẹ cứ yên tâm con có cách rồi bây giờ mọi người cứ bình thường mẹ đừng làm gì đánh rắn động cỏ mọi việc cứ để con sắp xếp Cả ba người đang nói chuyện thì giật mình vì nghe tiếng la lớn từ phía ngoài. Mở cửa chạy ra xem, thì ra là tiếng ré thất thanh của con bé Thiên Ân. Cô Mận cuống cuồng cả lên không biết con mình bị làm sao. Đôi mắt bé cứ trợn ngược lên, nước mắt rơi lá trá, miệng dẻo dạo nước nhãi, nhưng hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két. Mặc dù răng chưa đủ nhưng tiếng ken két ấy nghe rõ lắm. Cứ ngỡ là con bị sốt nhưng không, có thể nhiệt độ bình thường chỉ có bàn tay bàn chân lạnh ngắt như vừa nghịch đá xong con bé chẳng nói chẳng rằng mà cứ hét hét như đang đau đớn lắm thiên quân nhìn em rưng rức nước mắt môi thằng nhỏ mấp máy bố 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 vừa dứt câu nói nó cũng lăn đùng ra đất mà ngất xỉu cũng may nó ngã trúng cái mền mà lúc nãy cô mận chạy ra nền nhà để thiên ân chơi Nhìn hai đứa cháu ông Thắng đột gan cồn cào như lửa đốt, luống cuống chạy ngược chạy xuôi không biết làm gì. Vẻ mặt của bà xoan vẫn cau có, lòng lạnh như băng không chút tình thân. Cô Liên bình thường bụng dạ không tốt, nhưng bây giờ thấy cháu nó như vậy không đành lòng mà hối thúc. Đưa nó đi chạm xá còn biết đường mà lần, chứ để nó hét vậy tí nữa cũng đuối sức. Nó phải đau lắm thì nó mới hét như thế. Quay mặt qua chú Thành cô liền nói tiếp Anh chạy vào lấy chiếc xe Chở mẹ con nó lên trạm xá Thiên quân ở nhà đã có bố với em lo rồi Chú Thành dắt chiếc xe Để máy hay đạp ga thế nào cũng không nổ máy Mẹ kiếp Xe lúc nãy đi còn ngon Sao tự nhiên lại dở trứng Tao mà có tiền Tao mua chiếc tay ga Thì tao bỏ xó mày cho mà khiếp Ông Thắng lật đật Bước từ trong nhà ra mày để bố đạp thử thế à, bình đề nó bị hết điện à sao không đề chiếc xe nó có hiểu mày nói cái gì đâu mà mày hù nó ông thắng đạp liên tục vài cái nổ tạch tạch vài ba giây chưa kịp rổ ga lên thì lại tắt im ông vừa đạp vừa thở hồng hộc mồ hôi mồ kê nhễ nhãi hay là mày quên đổ xăng nghe bố hỏi chú thành bĩu môi quên là quên thế nào được bố chả biết tính con thằng Thành này từ lúc mua xe đến giờ người ta gọi con là Thành đầy bình. Vì lúc nào đổ xăng cũng phải đổ đầy bình. Mà lúc chưa đi bên ngoài về, con có ghé đổ đầy bình rồi. Sao mà hết nhanh thế được? Ông Thắng bước xuống xe nhìn ngó xem nó có bị chảy xăng hay không. Nhưng tuyệt nhiên không. Sợ con trai quên, ông mở nắp bình xăng ra coi thì quả thật là xăng còn y nguyên cả bình. Cũng may là lúc này tiếng hét của con bé Thiên Ân mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi im bặt hai tay buông thõng cô mận cứ tưởng con bị làm sao ôm con mà hét toáng lên con bé giật mình he hé, hé mắt nhìn mẹ miệng thều thào nước mẹ ơi nước cô liền pha ly gừng nóng đang đút cho thiên quân nghe con bé khát nước liền đưa ly nước trên tay cho cô mận tội nghiệp chắc là khát lắm rồi hét thế kia có nước uh, rát hết cổ họng gừng đường phèn đấy đút cho nó uống Cô Mận đút nước cho con gái Vẫn không hiểu tại sao con mình lại thiếu nước đến mức Môi khô, bong cả lớp da chết Có những chỗ còn nứt nẻ rỉ máu Rõ ràng là từ trước đến nay cô luôn cho con uống nước rất nhiều Đúng là con nít Mới vật vã đó mà chỉ tầm độ nửa tiếng Thiên ân và thiên quân cũng đã dần lấy lại sắc thái Gương mặt không còn nhợt nhạt Hai anh em còn cười đùa giòn tan như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm mùa hè trời oi bức khó chịu. Hai đứa nhỏ nằm lật qua lật lại mấy chục vòng. Phải gần 12 giờ đêm mới có thể ngủ được. Cô Mận vén mùng bước xuống giường định bụng ra ngâm nếp sáng mai vò sôi. Bước ngang qua chiếc tủ tôn, cô chợt đứng lại nhìn mình trong chiếc gương ở cánh cửa tủ. Gương mặt buồn rười rời cô nhẹ nâng đôi bàn tay sờ lên gương mặt ấy gờ mặt trắng nón xinh đẹp của một thời thiếu nữ này đã rám nắng đen sạm đôi mắt to tròn ngày xưa giờ cụp xuống trùng ra và muôn bản lớp chân chim đôi môi căng mọng này thô ráp đến rỉ máu Những ngày chồng còn sống tuy nghèo khổ nhưng hạnh phúc vô cùng không có của ăn của để vẫn đủ ăn đủ mặc việc tiền nong đều có chồng lo liệu cô chỉ lo việc cơm nước chăm sóc chu toàn cho hai đứa nhỏ từ ngày chồng mất đi, gánh nặng đè lên đôi vai yếu ớt của người thiếu nữ. Vừa lo cho con, lo cho bố mẹ chồng, vừa lo việc đồng áng ruộng nương. Chợt cô đưa tay vuốt lên gò má rồi rưng rưng nước mắt. Gương mặt hốc hác cậy gò khiến đôi gò má trông càng nhô cao hơn. Trong thầm tâm cô cứ suy nghĩ rằng, cái gò má cao cao ấy, cái gò má mà thiên hạ gieo là tướng sát phu. Nó là nguồn cơn gây ra sự đau khổ ở thực tại khiến cô trở thành quả phụ còn cô trở thành mồ côi tại sao cơ chứ tại sao nó lại nằm lên gương mặt cô cơ chứ và ngược lại nếu cô không có đôi gò má mang tướng sát phù ấy thì liệu rằng chú tiến có thể không chết hay không cô có được hạnh phúc viên mãn bên gia đình hay không tiếng kéo kẹt của cánh cửa sổ kéo cô về thực tại cô giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng đêm nay không phải màu vàng cánh rán cũng chẳng phải sáng bằng vật Màu nó cứ ngả ngà xanh Một thứ ánh sáng ma mị vô cùng Tiếng chó hàng xóm chu liên hồi Cô Mận bước lại gần cánh cửa Bóng dáng người đàn ông đang đứng nhìn về phía mình Bóng dáng liều siêu ấy thân thuộc vô cùng Ôi không Là là anh Tiến à, Anh anh Tiến Cô mở cửa phòng rồi lao thẳng ra ngoài Vừa đến cổng nhà cô đứng khựng lại có chút sợ hãi Cô chắc chắn rằng cô đang rất tỉnh táo Để biết là chồng mình đã chết gần một năm Nhưng nỗi sợ hãi ấy chỉ thoáng qua Nó làm sao có thể thắng lại được nỗi nhớ dung Khao khát được gặp lại Và tình yêu mãnh liệt của cô dành cho chú cơ chứ Khi chỉ còn cách chồng mình khoảng độ 20 bước chân Thì chú Tiến mỉm cười Rồi bỗng dưng quay đầu lại bước đi Cô Mận vội vã chạy theo Anh ơi, anh, đừng mà đừng chạy mà làm ơn đừng bỏ em mà cô mận vừa chạy vừa gọi tiếng gọi cứ văng vẳng văng vẳng xé toạc màn đêm u ớt thế nhưng cô càng cố gắng chạy nhanh chừng nào thì chú tiến lại lướt nhanh chừng đó khoảng cách của hai người vẫn là hai mươi bước như ban đầu chứ không hơn không kém cứ thế chú tiến đi trước cô mận chạy theo sau con đường nhỏ đã trơn trượt bùn lầy vì cơn mưa trái mùa chiều hôm nay cô mận ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đó ngôi nhà và cả cây gạo vẫn sừng sững ở đó rõ ràng là khi vợ chồng cô mận chuyển qua nhà nội thì hôm sau cô xuân nhà hàng xóm ngày xưa cho vợ chồng cô chú mướn đất cất nhà đã ngỏ ý với chú tiến xin tháo rỡ ngôi nhà lấy đất để mở rộng nương khoai và dĩ nhiên rằng ngôi nhà ấy được tháo rỡ ngay sau bây giờ vẫn còn ở đó Cô Mận quên đi hết những mệt mỏi ban nãy khi cố chạy theo chú Tiến. Bây giờ trong cô niềm hạnh phúc vỡ hòa. Vừa gặp lại chồng, vừa được nhìn lại ngôi nhà của tổ ấm nhỏ. Ngôi nhà với đầy áp kỷ niệm, vẫn còn văng vẳng lại tiếng cười giòn tan của con trẻ. Tiếng thì thầm yêu thương của đôi trai gái. Cô Mận đưa tay lau đi giọt nước mắt, thấy chồng vẫn đứng quay lưng lại phía mình. Cô nghẹn ngào nói. Là anh. Là anh. Anh về thăm em đó sao Anh nói anh đi làm mà anh đi biển biệt cách chợ âm dương Em đợi anh đợi mãi Trong giấc mơ anh cũng chẳng thèm về thăm em Này anh về rồi sao không quay lại nhìn lấy em một lần Chú Tiến vẫn không quay mặt lại Đôi vai của người đàn ông rung lên bẩn bật như đang khóc Hai tay vẫn buông thõng, Giọng thiểu thào yếu ớt Anh... Anh xin lỗi Xin lỗi để cho mẹ con em chịu cảnh mẹ quá con côi nhưng số trời đã định Âu cũng không thoát khỏi cái chết Duyên nợ vợ chồng mình đến thế là thôi Em đừng buồn lòng nữa Tất cả tuổi nhục uất ức sự chịu đựng tinh thần bấy lâu nay như tuôn trào Cô luôn phải gồng lên một chút mạnh mẽ Còn sót lại bây giờ cũng vỡ vụn Cô đưa tay vỗ vào ngực rồi òa lên Tại sao? Anh nhìn em đây này Nhìn cái bộ dạng của em đây này anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em suốt đời Sao anh không giữ lời hứa mà rời bỏ em Anh có biết không có anh em phải sống như thế nào không Thà anh là anh rời đi theo cái cách anh bỏ em để đi theo người khác Để em ghét anh em hận anh Nhưng ít ra em vẫn còn thấy anh Sao anh lại chót cạnh rời đi im lặng Âm dương cách biệt cơ chứ Anh có biết em đau khổ như thế nào Khi nhìn thấy người mà em yêu thương nhất Chỉ còn là di ảnh trên bàn thờ không hả anh chú tiến không kiềm chế được mà khóc thành tiếng tiếng khóc đau đớn trầm bổng như trốn xa xăm vọng về cũng... cũng tại nghiệp trong vô lượng kiếp nên kiếp này anh mới chết trẻ như thế này số anh phải chết bờ chết bụi chết đầu đường xó chợ trước hôm anh chết anh đã nằm mơ thấy giấc mơ về tội ác của mình trong một kiếp ở quá khứ anh từng rất ghét một người anh đã nguyện rủa người ta phải chết đầu đường xó chợ đến lúc người ta gặp nạn thật thì anh đã không sợ hãi ngược lại còn xanh tâm vui mừng chỉ vì sợ em lo nghĩ nên anh không kể cho em nghe cô mận nhìn bóng lưng chồng vậy không phải chính em là nguyên nhân khiến anh chết hay sao là tại em mang tướng sát phu nên anh mới yếu mạng chu tiến cắt ngang lời vợ không không phải Em đừng nghe lời mẹ nói Lần này anh về cũng vì chuyện đấy Cô Mận bước thêm vài bước Khoảng cách đủ có thể đưa tay ôm trọn chồng mình Thế nhưng đôi tay lại đun lên bẩn bật Trước hơi lạnh toát ra từ vong hồn của chú Tiến Anh có thể quay lại ôm em một lần được không? Em xin anh đó Bấy lâu này sao anh không về thăm em lấy một lần Ngay cả trong giấc mơ anh cũng không để em thấy anh anh định trốn tránh em đến bao giờ nữa đây Chú Tiến quay mặt lại Gương mặt nát bét Máu vẫn còn chảy ri rỉ Chú đau đớn nói rằng Anh chết đi Vì gia đình không biết mà giết mổ heo gà làm đám tang Lại còn cúng thất tuần bằng cơm mặn Đã không phóng xanh lại còn tạo thêm nghiệp Nghiệp nợ chồng chất nghiệp nợ Nên mọi đau đớn lúc anh chết ở dương thế Không thể nào tan biến Mà đi theo anh đến tận hôm nay vì sợ làm em sợ hãi nên không dám về thăm em. Thêm việc nhiều vong linh ẩn khuất ở đây níu giữ vong hồn anh lại nên anh vẫn chưa thể vào nhà được. Này biết được em sắp gặp chuyện anh đã xin họ đến gặp em nói cho em hay. Ngày mai em nhớ mua ít bánh trái ra cho anh tai nạn mà làm một bâm cúng thí thực ở đấy cho họ rồi hồi hướng tất cả công đức cho họ. Ở đây tổng thể có 36 vị cả già lẫn trẻ Em nhớ mua thêm cháo loãng và ít sữa Ôi giời ơi Chưa chảy, chưa chặt rồi mà không dậy lo việc đồng áng Cô định ngủ đến bao giờ hả Cái giọng oang oang của bà Soan Khiến cô mận giật mình tỉnh dậy Cô ngơ ngác Rõ ràng là hôm qua cô còn ở chỗ bãi đất nhà cũ Sao bây giờ đã nằm ở đây Hay là mọi chuyện đêm qua chỉ là mơ Không Rõ ràng cô đã gặp và nói chuyện với chồng cô Cô tự hỏi rồi tự trả lời mặc cho ngoài kia bà xoan vẫn kêu trời kêu đất cô mận bước chân xuống giường thấy chân mình vẫn còn lấm lem bùn đất phía dưới hai ống quần vẫn còn ướt giờ thì không nghi ngờ gì nữa đêm qua chính xác cô mận đã gặp chồng cô nhớ rõ từng câu từng chữ của hội thoại đêm qua chỉ là không biết rằng mình đã về nhà bằng cách nào mặc cho mẹ chồng vẫn cứ hét toáng ngoài hiên nhà cô Mận đi từ cửa sau ra sau vườn nhà chỗ cây cổ thụ. Theo như lời chú Tiến nói thì cách cây cổ thụ khoảng tầm một mét phía tay phải chú có cất một chiếc hộp gỗ. Cô Mận xác định vị trí rồi đào đất lên. Đào tầm hai nhát cuốc thì đúng là có cái mẻ sành làm dấu ở phía trên. Cuốc thêm hai cuốc nữa thì chiếc hộp gỗ dần lộ ra. Cô Mận từ từ mở chiếc hộp gỗ ra, nước mắt rưng rưng. Trong đây là toàn bộ số tiền mà chú Tiến dùng cả đời để dành dụm với mục đích phục vụ việc học hành cho hai đứa con sau này. Hoặc là chú đã linh cảm trước về số phận chết yểu của mình nên làm như vậy, để khi không may chú mất đi thì cô Mận cũng đỡ khổ hơn. Cô Mận ôm hộp gỗ vào lòng, càng nghĩ càng thương chồng nhiều hơn. Cô quyết định bản thân phải giúp chồng siêu thoát khỏi cái cảnh làm vong ma đầu đường xó chợ, khát ăn đói mặc lạnh lẽo đau đớn. Đang bồng lung suy nghĩ chẳng để ý bà Soan đã đứng sau lưng từ bao giờ. Bà đưa tay giật chiếc hộ trên tay cô Mận. Lần này vì đã nghe hồn ma của chồng báo trước về việc mẹ chồng định hãm hại để đuổi mình ra khỏi nhà, cô Mận chẳng còn nể nang mà đưa tay giật ngược lại. Hai người giằng co khiến tiền vàng vung vãi trên nền đất. Bà xoan mắt chữ a mồm chữ ô bất ngờ khi thấy con dâu nhiều của cải đến thế miệng không ngừng la hét muốn đổi trắng thay đen để chiếm làm của riêng ôi dồi ôi đúng là nuôi ong tay áo rước mẹ con mày về ở để cho mẹ con mày ăn trộm tiền vàng thế này hả bà con ơi sang đây mà xem này quân không cha không mẹ quân đầu trộm đuôi cướp vừa nói bà xoan vừa cuối người lập tức vơ vét số của cải không phải của mình cô mận dùng hết sức giật lại tất cả anh mắt sắc lạnh nhìn mẹ chồng mà nói mẹ bớt bớt lại mẹ biết số tiền này ở đâu mà có không là của anh tiến dành dụ mà có đấy mẹ biết đêm qua anh tiến đã về nói gì không chính anh tiến đã chỉ chỗ cất tiền vàng và điều quan trọng là anh tiến đã tiết lộ cho con biết một bí mật động trời của mẹ và bác thành mẹ nghĩ nếu như bố biết chuyện này thì sẽ như thế nào bà xoan giật mình nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh hỏi dò như thế nào là như thế nào? Nói gì, thằng Tiến nó nói gì? Mày mày bịa chuyện đúng không? Bí mật cái gì chứ? Cô Mận nhếch mép cười. cười. Lúc đầu thì con không tin thật, nhưng càng sâu chuỗi sự việc thì con lại càng tin. Bí mật gì thì mẹ tự biết lấy, con không cần phải nói. Mẹ làm sai thì mẹ hưởng nghiệp, con không quan tâm. Nhưng con chỉ muốn nói với mẹ một điều, mẹ hầu để yên cho mẹ con con sống nếu như mẹ còn cố phá hoại và tìm cách đuổi ba mẹ con con ra khỏi nhà thì xin lỗi mẹ là con không hứa là con sẽ giữ bí mật cho mẹ được đâu mẹ với bác thành đang lên kế hoạch hãm hại con chứ gì may mà hương linh của chồng con sống khôn thác thiêng về báo cho con biết mọi chuyện rồi chứ không chắc vài ngày nữa con đã mang tiếng là cái con đàn bà lăng loàng dụ dỗ bố chồng của mình bà xoan trố mắt kinh hãi hai tay bắt đầu run lên bần bật Rõ ràng là kế hoạch Bà chỉ mới suy nghĩ trong đầu Vẫn chưa nói ra cho Ai biết kể cả là Thành Vậy tại sao bây giờ lại bị con dâu Đọc ra vanh vách Cô Mận nói tiếp Mẹ cứ liệu mà sống ạ à. Bây giờ con không rảnh ở đây đôi co với mẹ Con phải đi giúp chồng con siêu thoát Tốt nhất là mẹ đừng ngáng đường con Bà Soan bị cô Mận nắm thóp Tức lắm nhưng chỉ biết im lặng Nhìn bóng lưng cô Mận rời đi mà không biết làm gì Phần cô mận Cô tính toán kỹ lưỡng Để chia nhỏ số tài sản Mà chồng để lại thành bốn phần Một phần để dành cho hai con Một phần để cho bản thân dùng Làm vốn liếng để buôn bán Một phần cô dùng để cải táng lại Mộ mạ gia tiên cựu huyền thất tổ bên chồng Một lòng một giả kêu cầu Gia tiên phù hộ độ trì Cho vong linh của chồng Phần còn lại cô dùng Đi giúp những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn Và mua cá phóng xanh Mỗi lần như thế cô đều thành tâm hồi hướng công đức cho chồng và hết thảy vong linh được sớm ngày siêu thoát. Cô Mận vẫn nhớ lời chồng. Cứ mỗi hôm rằm lại mua bánh trái cũng thú thực cho chư vị hương linh ở chỗ mà chồng mình tai nạn. Cô cũng yêu cầu gia đình phát nguyện ăn chay trường trong vòng 49 ngày. Bà Soan thấy con dâu như vậy thì tức bầm ruột gan nhưng cũng bằng mặt mà xuôi theo. Về phần ông Thắng thì ông tin con dâu làm vậy là đúng nên ủng hộ hết sức. Tầm khoảng 3 tháng sau đó, cô Mận đang ôm con thiêu thiêu ngủ. Thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ. Ánh sáng ấm áp với những tia sáng lấp lánh như ánh hào quang rực rỡ. Văng vẳng bên tay cô giọng nói quen thuộc. Cảm ơn em. Hôm nay anh phải đi rồi. Anh cảm ơn em về tất cả những điều em đã làm cho anh. Cảm ơn những hy sinh chịu đựng của em Cảm ơn tấm chân tình của em Em hãy sống thật tốt Thầy anh lo cho con Nếu có ai đó thương em thì đừng ngần ngại mà bỏ lỡ Nhưng em phải chắc chắn rằng họ thương em bằng tất cả tấm lòng Kiếp sau chúng ta lại tương phùng Anh sẽ bù đắp cho em đoạn tình cảm Anh còn nợ em ở kiếp này Nước mắt của Mận bất giác rơi vừa mừng cho chồng thoát khỏi đau khổ kiếp cô hồn Lại tự thương cho bản thân mình từ đây Mọi nhớ nhung cũng chẳng còn gặp gỡ Dù là cuộc gặp gỡ của hai thế giới âm dương Người đi cũng đã đi rồi Người ở lại vẫn phải tiếp tục cho trọn kiếp nhân sinh Cô mặn dùng số vốn của chồng để lại Mở một xưởng vải lụa Vì tính tình dễ mến Lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng Nên khách hàng lúc nào cũng đông nườm nượp chẳng mấy chốc đã mua được đất cất nhà riêng. Trong căn nhà ấy, dù thiếu đi bóng dáng của người đàn ông, nhưng luôn luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc của ba mẹ con. Lại nói đến bà Soan, ai mà nào ngờ nhân quả đến sớm thế. Vợ chồng chú Thành có tin vui, sinh được một thằng con trai kháu khỉnh. Bà Soan hết mực thương cháu cưng dâu. Nhưng chỉ vài năm sau đó thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Đứa cháu nhỏ bị mắc bệnh nặng cần phải truyền máu. Nhưng sự thật quá phũ phàng, nó như dội thẳng vào mặt bà xoan gáo nước lạnh. Đứa bé không chung huyết thống với chú Thành, cả đời bà xoan đã dối lừa để chồng mình nuôi con kẻ khác. Bây giờ, nghiệp lại đổ lên chính con trai của bà. Xã hội đôi khi không được công bằng, nhưng nhân quả thì hoàn toàn công bằng. Ông trời chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Người lương thiện cuối cùng vẫn gặt quả ngọt kẻ bất lương không thoát khỏi trái đắng. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Lành kể về cuộc đời đau thương của cô Mận. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả danh giác có tựa đề Thảm kịch làng chết. Quý vị hãy dành thời gian đón nghe toàn bộ tập truyện này cùng thuận nhé. Mấy ông xem, thằng ớt làm gì mà cái mặt như đưa đám thế kìa tiếng ông bà nói khi thấy một anh trong xóm cách nhà mấy ông cũng hơi xa lúc này ông mình nhìn ra thì nói thôi kể cha cái thằng đó đi chẳng biết cha mẹ nó năm xưa đẻ ra thế nào mà đặt cái tên y như cái tính khí của nó vừa ra trường lại lười biếng cái gì cũng để cho vợ con làm tối ngày chỉ biết chơi bời còn đi lăng nhăng nữa chứ ông hiếu cũng phụ họa đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tánh Tôi nhớ cha mẹ nó ăn ở hiền lành sao mà sinh ra thằng con cứ như bố thiên hạ. Giống y cái câu, cây lành sinh trái độc là nhà đó đó. Tôi thấy hình như nó đang đi về hướng này để xem nó tới có chuyện gì hay không. Bộ ông lão đang ngồi uống trà nói chuyện thế sự giữa buổi chiều tạ bình yên. Hiện tại thì vụ mùa đã xong nên tất cả có được một tháng thành thơi, rồi lại bắt tay vào vụ mùa mới không phải do mọi người lười biếng mà người dân để cho đất được nghỉ ngơi tái tạo lại dinh dưỡng với lại con người cũng cần có thời gian nghỉ chính vì thế mà lúc bấy giờ cứ sau khi thu hoạch vụ mùa xong thì tất cả sẽ nghỉ ngơi tầm một tháng thì mới bắt tay vào làm vụ mùa khác lúc này người tên ớt kia cũng đi gần tới nơi không hiểu anh ta thế nào nhưng nghe qua những lời của mấy ông thì có lẽ anh này không được xóm làng yêu mến cho lắm sau khi anh ta đi vào thì ngồi thẳng xuống bàn với bộ mặt khó chịu còn buông ra câu chửi thề khiến cho ông minh không chịu được mà táng cho một cái rồi chửi thằng chó này ai làm gì mày bực mà tự nhiên chỗ mấy ông già ngồi vào đây chửi bới hả mày muốn làm cha thiên hạ thì ra đường mà chửi đi chứ ở đây chẳng có ai nhỏ hơn mày đâu ông ba thì nhận thấy anh ta đang có sát khí trên mặt chứng tỏ đang rất tức giận nếu không khéo có thể dẫn đến thảm kịch tàn khốc mấy ông kia định nói thêm thì ông đã ngăn lại mà nhẹ giọng hỏi mấy ông đừng có la nó nữa nè ớt hôm nay có chuyện gì mà lặn lội xuống tận đây để chơi thế hả tuy ông đã nhẹ giọng nói cố tình chọc để anh ta bớt giận nhưng không hiểu sao anh ta lại nói với thái độ bất kính còn nói câu nào là chửi thề câu đó khiến cho tất cả mấy ông đều khó chịu theo con mẹ nữa Ông ba giờ ông giúp tôi một chuyện đi Rồi cho ông một con heo Chứ tôi không thể chịu đựng nổi rồi Con mẹ nó chứ Ông Hiếu la lại Cái thằng này Mày nói chuyện với ai mà thái độ đó hả Ở đây chẳng ai thiếu nợ mày đâu Mà đến nói với cái thể ngữ bố láo như vậy Mày mau đi khỏi đây Còn không tao cho mấy thằng khác đập mày một trận à Ông bà vẫn nhẹ giọng nói Thế cậu định kêu tôi làm chuyện gì đấy tôi già rồi chẳng có làm gì nặng nhọc được đâu bị chửi hai lần nên anh ta cũng tức lắm nhưng không dám nói lại bởi dù sao ở đây cũng toàn là lão làng nên anh ta đành nhẹ giọng lại con xin lỗi mấy bác tại con đang tức ở nhà nên lại đây mới có những lời nói bất kính như thế mấy bác cũng bỏ qua cho con ông luân nói vào lần đầu tiên tao nghe mày nói lễ phép đấy xem ra chuyện cũng không vừa rồi giờ mau nói ra xem chuyện gì khiến cho mày tức giận đến nỗi đi bộ từ trên đấy xuống tận đây vẫn chưa nguôi giận hả mấy ông nhìn về anh ta để đợi xem chuyện gì lúc này ớt mới chịu nói rõ hơn nhưng câu cửa miệng vẫn là chửi thề có lẽ nó đã thành thói quen khi ta làm gì đó nhiều và lâu ngày mẹ nó tức quá con nói thật con không thể sống với con vợ này được nữa bác ạ Ông coi giúp cách cho con khốn đấy tự bỏ đi để con ở một mình cho khỏe đi bác. Nghe xong mấy ông trố mắt lên mà ngạc nhiên. Sau đấy thì chuyển qua tức giận. Ông mình tức đến nỗi muốn chụp cái bình trà đập vào đầu cho anh ta chết ngay lập tức. Ông Luân thì đủ bình tĩnh ngăn lại rồi hỏi. Thế cái con vợ mày làm gì mà khiến cho mày tức đến nỗi kêu anh ba làm cho nó bỏ đi hả? Mà tao nói thật, nếu vợ mày bỏ đi thì đến cháu mày cũng không có ăn nói gì là cơm ớt tỏ vẻ coi thường nói lớn trời đất bác nói quá lời rồi còn khốn đó mà đi á một mình con sống sướng hơn tiên luôn đó nhà con cha mẹ chết để lại cả trăm mẫu đất chứ ít hả thế mà con mới bán có hơn phân nửa mà nó cứ chửi mãi vừa rồi còn cầm sao định chém con chết nữa chứ giờ bác ba cứ làm bùa cho nó điên khùng gì cũng được để cho nó bỏ con thì con tặng hẳn một mẫu đất luôn chứ không phải là một con heo nữa ông ba bật cười rồi ra hiệu cho mấy người kia bình tĩnh lại ông nhìn qua mà nói <laughs> mày định hại cho lão già này chết sớm mà tao đã còn sức khỏe bao nhiêu mà cho tận một mẫu đất kia chứ tao nhớ hình như là mày đã bán gần hết đất chứ làm gì mới phân nữa hả ớt khó chịu nói lớn bác ba nói gì thế con mới bán có hơn phân nữa thôi mà chẳng lẽ chuyện con làm lại không nhớ hay sao Ông Luân nói vào. Ồ, thế là mấy lão già với cả xóm này đang nói oan cho mày rồi. Để tao nhắc lại sơ một tí thôi nè. Mày bán cho ông Hổ 30 mẫu, thằng Vạn 20, con Mận 30, và cả anh Minh đây 20 mẫu nữa thì mày nghĩ đất nhà mày còn lại bao nhiêu? Tao nói thật, lúc trước cha mẹ mày làm được bao nhiêu vào tay mày thì nó bay hết bấy nhiêu rồi. Giờ nhà mày còn chưa được 5 xào đất trồng rau nữa đấy ở đây mà nói như mình bị oan lắm ớt vẫn không tin mà nói lớn làm gì có chuyện đó à hay là do con khốn đó bán chứ con làm gì mà bán nhiều như thế hẹn chi hồi sáng nó bảo hết đất thì ra là nó đem bán đem tiền cho thằng khác ăn lần này cho nó chết mẹ luôn anh ta đứng lên mà đi ra về với bộ dạng tức giận ông mình chạy lại kéo tay tán cho mấy cái rồi hỏi mày định làm gì con hoa hả từ khi cha mẹ mày chết đến nay một tay nó đi làm thuê làm mướn kiếm sống nuôi hai đứa con còn mày chỉ biết bán đất lấy tiền ăn chơi cờ bạc gái gú còn phải hành hạ nó nữa. Mày muốn tao cho cả xóm này đập cho mày chết luôn không hả? Nghe tiếng ông chửi quá lớn làm cho nhiều người tò mò đi tới xem. Lúc này ông Minh không còn kiềm chế được nên nói hết mọi chuyện ở đây ra. Nghe xong ai cũng muốn đập cho tên này một trận. Lúc này chị Hoa vợ của anh ta cũng vừa đi tới. Nhưng ai cũng bất ngờ và thương cho chị. Khi trên mặt đang chảy máu trên người thì bầm tím khắp nơi ông mình nắm cổ áo của ớt lên mà hỏi lớn mày nói con nhỏ nó cầm dao định chém mày hả thế tại sao nó mang thương tích khắp người như thế kia mọi người chăm sóc cho chị ta xong thì ông ba nói mày muốn bỏ con hoa để được tự do phải không được từ giờ hai đứa sẽ không còn là vợ chồng nữa bây giờ nhà mày đất mày muốn bán hay làm gì cứ làm không ai ngăn cản cả còn Hoa với hai đứa con nó Từ nay sẽ về đây sống với vợ chồng tao Nếu mày dám xuống đây làm phiền Hay uy hiếp đến nó Tao sẽ cho mày sống không bằng chết đấy Nghe xong ai cũng đồng ý với lời của ông Thế là mấy bà dì bà tám Không cần đợi hỏi ý của chị Hoa Đã kéo nhau lên tận trên nhà Thu dọn đồ Và dẫn hai đứa nhỏ về lại nhà ông ba Đến trưa thì tại nhà ông ba Vẫn còn nhiều người ở đấy Bà tám người cả xóm đều sợ mỗi khi thấy bà ta ghé thăm. Bởi bà này nghe một mà nói tận mười nên đôi lúc làm cho xóm làng chẳng được yên. Bà nói lớn. Tao nói thật luôn, từ đó tới giờ tuy tao hay nói xạo chọc phá xóm làng thật, nhưng tao chưa đến nỗi tệ hại khốn nạn như mày. Con hóa gì cho số tiền này, để mấy mẹ con đỡ vất vả hơn vài tháng, Thấy bà này hôm nay được việc, mọi người cũng hưởng ứng theo mà gom góp được một số tiền khá lớn cho ba mẹ con chị Hoa. Thấy thế ông mình lên tiếng thêm. Nói chung ở nhà anh chị ba cũng tốt, nhưng tôi nghĩ hãy cất căn nhà riêng cho ba mẹ con sống được vui hơn. Chứ còn nhỏ này cũng không muốn làm phiền anh chị đâu. Tôi sẽ cho miếng đất gần nhà anh chị ba để dựng nhà cho nó. Mọi người thấy được không? Ông bà cũng đồng tình nên nói thêm nếu được vậy thì càng tốt sáng mai chúng ta đến làm luôn sau nhà tôi thì cây nhiều mấy thanh niên đến cứ chọn cây to thẳng mà chặt lúc này ớt đứng một bên mà cảm thấy bản thân như bị cả xóm làng quay lưng nên hắn không chấp nhận mà xen vào ơ mấy người lấy cái quyền gì mà chia sẻ vợ chồng tôi hả tôi thay mặt vợ con xin cảm ơn những tấm lòng và món quà mọi người tặng Bây giờ những thứ đó chúng ta quy ra tiền là được rồi, không cần phải dựng nhà khác làm gì đâu. Bà Tám kia đi tới tắt cho một cái như trời giáng làm cho ớt quay cuồng rồi bà nói. Nè, tất cả mọi người đã làm theo ý của mày. Anh ba cũng đã chấp nhận cho mày với nó bỏ nhau rồi. Bây giờ mẹ con nó sống hay ở đâu không cần mày xen vào. Giờ thì đi về trên đó mà ăn chơi cho đã đi. Tao mà thấy mặt mẹ ở dưới này hay làm phiền con nhỏ thì không yên với tao đâu hắn định nói thêm thì ông ba đem một lá bùa ra để lên bàn rồi nhìn hắn với một ẩn ý sâu xa ớt cũng biết không thể đụng được nên chấp nhận mà nói với lời khó chịu thôi được từ nay tôi sẽ không có trách nhiệm lo hay chăm sóc cho cô và hai đứa con đấy nữa từ giờ cấm vĩnh viễn không được bước chân vô nhà của tôi ông luân nói ớt mày đúng là cái loại cầm thú chứ không phải con người Đến cả con của mày mà mày cũng không cần thì tao hết lời nói luôn rồi đấy. Bất ngờ, ớt nói lại. Ai dám chắc hai đứa nhỏ đó là con của tôi hả? Những khi tôi đi chơi cả năm mười ngày mới về, ai biết nó đã ngủ với ai? Câu nói cay nghiệt như thế mà tên này có thể nói ra được thì đúng là không còn gì nói được nữa. Ông ba thở dài mà cảm thán. Người đàn ông một khi có cái quá tôi quá lớn ấy, thì họ sẽ xem tất cả mọi chuyện chỉ là hạt cát chuyện bản thân làm thì luôn là đúng còn chuyện người khác làm thì hoàn toàn sai nghèo khổ không đáng sợ chỉ sợ lấy phải những người chồng như này số con nhỏ khổ nên phải chịu nhưng mà tôi đã hứa thì phải làm cho đến nơi nói rồi ông phóng thẳng một lá bùa vào người của ớt Thì anh ta có dấu hiệu như đang bị chóng mặt rồi té xuống đất nằm bất động Tất cả hốt hoảng không biết có chuyện gì, thấy vậy ông bà lên tiếng giải thích. Mọi người đừng lo, chuyện này không có gì phải sợ đâu, hắn chỉ bị ngất một lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi. Tôi vừa xóa bỏ ký ức của nó để sau này tránh một bi kịch thảm sát nữa, một lúc sau nó tỉnh lại sẽ không nhớ bản thân có vợ con, để xem nó có thay đổi lo làm ăn hay không. Nếu nó thay đổi lo làm ăn đàng hoàng thì mình sẽ cho vợ chồng nó sum họp lại. Bởi con cái luôn cần sự yêu thương cả cha lẫn mẹ Còn nó không thay đổi thì coi như bản tính của nó vốn như thế Thì đành cho con nó một cô cha luôn vậy Con Hoa, bác xin lỗi vì đã làm như thế Nhưng bác sợ viễn cảnh mà bác gặp năm xưa Phải tái diễn lại một lần nữa Chị lúc này mới nói Dạ, con biết bác với mọi người thương cho hoàn cảnh của ba mẹ con Con xin nghe theo lời của mấy bác nói chung nếu anh ấy chịu thay đổi còn cũng muốn cả nhà được xung vầy để cho con cái không mặc cảm với bạn bè do lúc đầu chưa ai biết nên còn ngạc nhiên vì sao ông ba lại dùng bùa đánh người nhưng giờ biết được lý do thì không ai lo lắng nữa một số cũng yên tâm mà về lại còn số khác vẫn ở lại đấy chơi ông luân thắc mắc hỏi anh ba nói không muốn thấy thảm kịch diễn ra nữa là sao hả anh Em cũng đang tò mò chuyện đó quá Anh kể ra nghe chơi Ông cũng muốn kể ra để cho mọi người biết Mà kiềm chế lại bản thân Cho gia đình được êm ấm Bởi một khi bi kịch diễn ra Thì không có gì có thể ngăn nó lại được Ông kéo hơi thuốc được chậm rãi kể Chuyện này xảy ra ở một gia đình Cũng tương tự như nhà con Hoa đây Người chồng ra trưởng vũ phu Lúc nào cũng bắt vợ con phải làm theo ý của mình Người chồng cứ cho rằng bản thân luôn đúng nên một thảm kịch tàn khốc xảy ra khiến cho cả thôn làng bàng hoàng kinh hãi phải bỏ đi nơi khác chuyện bắt đầu vào một đêm mưa khi người chồng trở về sau cuộc vui với bạn bè đêm hôm ấy mưa lớn người vợ lo lắng cho chồng nên đứng ở hiên nhà mà chờ đợi khi thấy được chồng đang đi về trong bộ dạng say xỉn thì người vợ mới chạy ra dìu vào nhà ấy thế mà người chồng không hề thương lại không ngừng chửi bới còn đánh vợ con nhưng may là say quá nên cũng không đánh được gì thấy người vợ cứ né tránh không cho mình đánh nên trong cơn say cộng thêm cái bản tính tàn độc có trong máu hắn đã cầm con dao lên mà chém mấy mẹ con sợ hãi chạy tứ tung không may đứa con té nên mẹ ngồi xuống đỡ con thì đã bị chồng đâm từ sau tới chết tại chỗ không nhắm mắt ấy thế mà người chồng vẫn không dừng tay vẫn tiếp tục đuổi theo giết luôn hai đứa con còn lại do là trời mưa lớn cộng thêm đá khuya nên dù bên nhà mọi người kêu cứu nhưng không ai hay biết chuyện gì đến sáng hôm sau người chồng tỉnh rượu thấy trong nhà máu khắp nơi vợ con thì nằm chết không nguyên vẹn đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã giết hết vợ con mình quá tàn nhẫn lúc đầu thì có sợ hãi nhưng sau đấy đã trở nên lạnh lùng đem thi thể của vợ con vào trong dấu để đợi tối sẽ đem đi chôn Hắn cũng dọn dẹp lau dọn hết máu trong nhà rồi vẫn bình thản ngồi đấy mà uống rượu, như không có chuyện gì xảy ra. Qua mấy ngày sau, người dân không thấy vợ anh ta đi làm hay ra ngoài nên mới đi ngang hỏi. Ê, thằng Tiền, con Hương nó có nhà không kêu nó qua giúp tao làm ít ngày? Tiền vẫn vui vẻ nói. Dạ vâng, vợ con về ngoại chơi hai hôm nay rồi, dì kiếm người khác làm đỡ đi, phụ nữ kia thắc mắc hỏi. "Hả? Nó về hồi nào mà tao không thấy nó đi hả? Hay là mày ăn nhậu về đánh đập nên nó mới bỏ đi âm thầm như thế?" Cái tính của tên này ở đây ai chẳng biết, nên dù có nghe hỏi như thế thì cũng không làm cho hắn ta buồn mà còn cười nói lại. "Vợ con không dạy để cho nó leo lên đầu mà ngồi à? Mà thôi, chuyện nhà tôi bà chẳng cần phải lo, về mà kiếm người khác làm đi." nói rồi hắn bỏ vào nhà đóng cửa lại bà ta cũng tức nhưng không thể làm gì đành quay về với sự khó chịu trong lòng đến gần chiều có hai ông cũng ở gần đấy đi tới kiếm hương ơi có nhà không con tiền trong nhà đi ra mà khó chịu hỏi lại nhà này tôi mới là chủ các người làm gì cứ kiếm nó là sao hả chẳng lẽ không nói được với tôi à ông ta vội nói à tại con hương hứa là mai qua làm cho mấy bác mấy ngày nên mới đi ngang ghé vô nói cho nó nhớ thế con làm gì trong bếp hả tiền vẫn nói với thái độ cộc cằn nó chẳng có nhà đâu mà kiếm ông về kêu người khác làm đi thế nó đi đâu hả con vậy khi nào nó về con nói lại mai qua làm cho bác nghe nó đi mất rồi còn về đâu mà kêu hai người nghe nói hương bỏ đi thì ngạc nhiên bởi trước giờ nhiều người đã khuyên chị ta bỏ đi vì sống với người chồng vũ phu lại ra trường luôn bị chửi mắng đánh đập mỗi ngày khiến cho cả thôn ai cũng tức thay chị nhưng không hiểu vì sao chị ta cứ mãi không chịu buông người chồng tệ bạc như thế này nghe nói chị ta bỏ đi hai người còn cười nghĩ tiền nói đùa nè chắc là mới chửi nó xong nên giận mà nói thế hả mày mà để yên cho nó đi được à tiền hỏi lại làm cái chó gì mà tôi không dám cho nó đi hả ông già nó đi tôi còn khỏe nữa ông thứ hai nói bởi nó mà đi thì mày chỉ có cặp đất mà ăn nhưng tao nghĩ mày cũng không còn nhiều đất để ăn đâu bị hai người này chọc hắn liền điên máu lên mà nói lớn tôi mà cần tới cái con đó à tôi chỉ cần nói một tiếng là có cả đống đứa muốn về đây sống với tôi đấy thôi hai ông về đi từ giờ đừng có kiếm nó nữa nó bỏ đi không có về đâu thấy thái độ đó nên hai ông cũng ra về lúc này đi ngang một chỗ có mấy bà thím đang tám thì nghe được bà hồi sáng nói mấy bà có thấy mấy ngày nay con hương không có đi làm mà tôi đến nhà thì cũng chẳng có nó ở nhà tôi hỏi thẳng thằng chồng nó bảo là con nhỏ về bên ngoại chơi rồi nhưng mấy ngày nay mình có thấy nó đi đâu ra ngoài làng phải không một bà khác nói vào Ôi trời, chuyện này tôi đã biết lâu rồi Với lại nếu con Hương mà bỏ đi thật Thì mừng cho nó chứ có gì Tôi nói thật lão chồng tôi như thằng chó đó Tôi mua thuốc về cho ăn chết bà Chứ ở đấy mà chịu đựng nó đánh đập cả chục năm trời Hai ông nghe mấy bà nói thì cũng không nghĩ gì nên bỏ về nhà Bởi ở đây ai cũng yêu mến chị ta nhiều lần Thấy tên tiền kia dẫn cả người phụ nữ khác về đánh đập bắt chị phải phục vụ cho họ là người dân đã điên máu muốn giết người rồi nhưng có lẽ đây là cái nợ mà chị ta phải trả nên không thể bỏ đi được đành ở lại trả cho hết nợ của kiếp này mọi chuyện cũng lắng xuống cả tháng sau thì mọi thứ đã không còn yên bình vốn có của nó nữa khuya hôm ấy trời mưa lớn bầu trời cứ sấm chớp không ngừng có hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ bất chợt một người nhìn thấy có đứa bé đang đứng bên đường dưới cơn mưa tầm tã nên anh ta thấy lạ mà kêu người kia hỏi ê hải mày có trông thấy đứa bé kia đứng đấy không thế giờ này đã quá khuya ai lại cho con cái ra đường giữa trời mưa gió sấm chớp thế được nhỉ hải cũng cố nhìn theo hướng của bạn chỉ bởi mưa rất to nên tầm nhìn cũng không được xa vì thế mà anh lại không thấy được gì nên hỏi lại bạn mày có hâm không đấy hào ban đêm trời mưa thế thì làm sao có ai cho con mình ra đường chứ? Hào thì vẫn nhìn thấy nên nói. Chẳng lẽ tao đi dọa ma mày giờ này à? Rõ là có thằng bé tầm 10 tuổi đang đứng phía trước thế cơ mà. Hải trời, cái thằng điên này, trời tối thế này mà mày nhìn thấy được người đứng phía trước luôn à? Coi chừng đấy là cái cây thôi, chứ tao chẳng thấy ai cả. Hảo thì vẫn quả quyết đó là đứa trẻ nên nắm tay hải đi lại để chỉ cho bạn xem chứng minh bản thân không nói đùa nhưng bất chợt một tia chớp lóe lên đã làm cả hai khóa, chói mắt khi nhìn lại thì hào lại không thấy nữa nên đứng lại mà tự nói ơ cái quái gì xảy ra thế nhỉ vừa rồi đang đứng ở đây thế mà mới chớp mắt đã chẳng còn là thế nào chẳng nhẽ bị ma nó trêu à hai người đứng đấy mà nhìn quanh xem đứa bé kia có chạy đi núp ở chỗ nào hay không nhưng quả thật dưới bầu trời đang đổ mưa lại sấm chớp không có ánh đèn thì muốn tìm kiếm ai đó thì khó mà thấy được hào còn đi tới những cái cây gần đấy xem xét qua một lúc thì hải mới lên tiếng thôi tao nghĩ sấm chớp này nên à, mày nhìn nhầm đấy mà giờ về lẹ đi tao lạnh lắm rồi hào tuy biết bản thân không nhìn nhầm nhưng hiện tại thì anh cũng không thể làm gì chứng minh cho bản thân nên đành bỏ qua một bên để đi về sau khi chia tay với hải thì hào cũng vào nhà mình nhưng mới đi tới sân thì bất ngờ có tiếng ai gọi phía sau làm cho hào giật mình vừa nhìn lại mà nói theo phản xạ ai đấy anh hào ơi ra đây với em đi hào nhận ra giọng nói rất quen nhưng không thấy được ai nhưng anh lại nghĩ lại chắc là ai đang cần giúp nên đi ra bên ngoài đường để xem ai kêu mình vừa ra thì lại thấy một đứa bé đứng giữa con đường mòn của làng anh lên tiếng hỏi em là ai sao giờ không về nhà mà ở đấy thế anh ơi em lạnh lắm anh đến giúp em đưa về nhà với hảo đi tới gần để xem đó là con nhà ai mà giờ này còn ở ngoài đến khi thấy được thì anh khó hiểu mà nói lớn. Trời đất cô Hoàng, sao ở đây mà anh nghe nói em với mẹ đã về nhà ngoại rồi mà. Vâng, em lạnh lắm, anh giúp em với. Hảo không hề nhận ra sự khác biệt trong lời nói đấy, bởi nó không giống như bình thường mà cứ vang vọng vào tai. Cũng có thể do anh nghĩ là người quen nên không phòng bị mà liền đồng ý. Thôi được rồi, để anh đưa em về nhà nói rồi hào đến nắm tay dẫn cậu bé kia về lại nhà đứa bé ấy không ai khác chính là con trai lớn của tên tiền kia còn hào thì không hề hay biết bi kịch thảm khốc đã xảy ra với ba mẹ con của hoàng chính vì thế mà anh mới đi theo để rồi từ đấy không còn ai thấy được anh lần nào nữa sáng hôm sau cha mẹ của hào đi đến nhà của hải để xem con mình có ở đấy hay không Do lúc chiều thì Hào đi cùng Hải nên ông bà nghĩ đêm hôm mưa gió nên anh ta lại ở nhà của Hải ngủ luôn mà không về nhà mình. Thấy hai người đi vào thì ông ba cũng chính là người đang kể lại câu chuyện lên tiếng hỏi. Cô chú sáng sớm tỉnh tứ đi dạo thế à? Lúc này họ vẫn không hề hay biết gì nên còn vui vẻ nói chuyện. Bởi trong suy nghĩ của họ thì con trai mình đang ở nhà của ông. Ông Lưu cười nói lại giờ già rồi sáng vợ chồng em đi bộ cho thoải mái ấy mà thế bác sáng này không ra nương hay sao mà thảnh thơi ngắm cảnh thế này ông cười chọc tôi thì được cái hôm nay bà nhà bắt ở nhà coi chừng bà ấy với thằng hải về ngoại có cổ cộng với việc ở nương cũng được làm xong nên ở nhà vài hôm nghỉ lấy sức cô chú trông yêu đời ghê nhỉ cả hai ngồi xuống nói chuyện bình thường qua một lúc thì bà liên mới hỏi thế à, tối qua thằng hào nhà em ở đây đã dậy chưa bác định qua kêu nó về coi nhà để vợ chồng em đi ra làm cho xong việc ngoài nương ông bà ngạc nhiên hỏi cô chú nói gì thế tối qua nó có đến đây ngủ lại đâu thằng hải đêm hôm cũng về muộn nó bảo là hai thằng cố kiếm mớ cá ai ngờ mưa lớn quá nên đành về còn bỏ cả lưới lại cho thằng hào sáng nay mới ra cuốn vào lúc này ông lưu như cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi lại lần nữa anh nói tối qua thằng hào không về đây thế nó đi đâu mà không về nhà nhỉ lúc này bỗng hải cũng vừa hay đi vào ông bà mới kêu lại hỏi con quên gì hay sao mà quay lại thế hả hải cười nói ừ, vâng Mẹ quên mang theo đồ biếu ông bà Nên kêu con về lại mang ra Cô chú mới qua chơi à? Bà liên đáp Ờ, cô mới qua Mà nè Hải Tối qua con với thằng Hào đi sang lưới Có ai đi cùng nữa không thế? Ừ, dạ không Chỉ có hai thằng con thôi à Bọn con định chờ thăm lưới rồi về Nhưng trời mưa lớn quá Đèn bị tắt nên cả hai đành để lại lưới về luôn Đợi sáng cho thằng Hào đi cuốn một mình Thế có chuyện gì mà cô hỏi vậy? Ông Lưu nói thêm. Chuyện là thằng Hào tối qua giờ không có về nhà. Cô chú ơi nghĩ hai đứa đêm hôm mắc mưa nên về nhà con ngủ luôn. Sáng sẵn đường chúa ghé vô kêu nó về trong nhà để cô chú đi nương. Hải nghe xong mà thắc mắc như không tin. Bởi tối qua cả hai đi về thì Hào đã vào nhà trước nên làm gì có chuyện không về. Anh nói. Làm sao có chuyện đấy được ạ? À? Rõ là khi đi ngang nhà nó đã vào trong mà Có khi mới sáng sớm nó đã đi cuốn lưới Nên cô chú không hay Bà Liên nói tiếp Không có chuyện đấy đâu Cô chú ngủ bên ngoài Nên nó về thì cô sẽ biết Với lại tối qua cô mất ngủ Nằm đến khi hết mưa mới ngủ được một lúc Thì trời đã sáng Thế à, thằng này đi đâu mà Về đến nhà lại không vô hả Hải cũng không thể tin Là bạn mình lại tự nhiên mất tích như thế bởi rõ là tối qua khi đến nhà của Hào Anh còn đứng lại dặn dò bạn mình một lúc mới về lại nhà Còn đang suy nghĩ thì tiếng của ông ba cất lên kéo anh về với hiện tại Tôi nghĩ thằng nhỏ về lúc cô chú ngủ quên Rồi mở sáng nó đã đi thăm lưới nên hai người không hay Để một lúc nữa xem nó có về hay không Hai ông bà cũng không biết nói gì đành mong là vậy Nhưng bà Liên thì dám chắc là đêm qua Bà đã thức gần sáng mới ngủ được thêm mà hải thì bảo cả hai về lúc trời còn đang mưa nếu thế làm sao con mình về mà bản thân lại không hay ông lưu thấy chuyện này chưa có gì rõ ràng nên cũng không dám nói gì thêm mà bảo thôi à, còn cứ bảo lấy đồ để chị bên ngoài đợi lâu rồi đi sớm để nắng lên đi mệt lắm tuy là có thắc mắc nhưng hải cũng không biết được nguyên nhân cộng với việc mẹ đang đợi nên anh cũng bỏ qua mà đi lấy đồ rồi đi ra ba người vẫn ngồi đấy nói chuyện thêm một lúc đến khi ông bà đứng lên để ra về thì bất ngờ lại thấy hải đang đi vào ông bà nói ôi là trời hai mẹ con nó mỗi khi đi đâu hay là quên đủ thứ giờ về lấy cái gì nữa không biết cả ba bật cười vì nghĩ hải lại về lấy đồ nhưng khi anh đi vào tới nơi thì nhận thấy sắc mặt hải có gì đó như đang căng thẳng ông bà định hỏi chuyện thì hải đã nói trước con biết lý do tại sao thằng Hào biến mất như thế rồi. Bố với chú có nhớ làng mình từng có ma quỷ gì hay không à? Tất cả đều bất ngờ trước câu hỏi của anh. Ông ba hỏi lại. Sao con lại nói như thế? Ở đây thì làm gì có chuyện ma cỏ mà con hỏi? Lúc này, Hải mới nói ra chuyện mà tối qua trên đường đi về, cả hai đã gặp. Ừm, um, vâng. Chuyện là tối qua bọn con đang đi về thì thằng Hào bảo có một đứa bé đứng phía trước nhưng con lại không thấy được gì nên nghĩ là nó nhìn nhầm lúc đấy thái độ của nó rất là quả quyết còn kéo tay con đến để xem nhưng bất chợt một tia xét sáng làm cả hai chói mắt đến khi nhìn lại thì nó bảo đứa bé kia không còn nữa thấy thế, thế con vẫn không tin mà nghĩ nó nhìn nhầm vậy mà giờ nó lại tự dưng mất tích thế chuyện này có liên quan hay không ạ à? ba người nghe xong cũng cảm thấy khó mà tin được bởi trước giờ cả làng chưa ai nói bị ma quỷ dọa thế tại sao đêm hôm cả hai lại gặp phải tình cảnh như thế hai ông thì không tin nhưng còn bà liên thì cảm thấy con mình đã gặp nguy hiểm nên đã nói ra suy nghĩ của mình hai người có nghĩ là thằng hào đã gặp phải chuyện không nên thật không bởi theo như thằng hải bảo thì bọn nó đã về lúc còn đang mưa nhưng lúc ấy tôi thì vẫn chưa ngủ nên không có chuyện nó về mà lại không hay Ông bà tuy không tin lắm nhưng cũng không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn. Cộng với lời nói của bà Liên khiến ông cũng chẳng biết nói sao. Bất ngờ từ ngoài có hai thanh niên chạy hối hả tới la làng. Chú Lưu ơi, thằng Hào chết rồi. Tiếng nói khiến cho bốn người như vừa nghe xét đánh ngang tay. Ông đứng lên hỏi lớn. Hai đứa nói gì thế hả? mau nói rõ coi. Một thanh niên nói trong hơi thở gấp dạ mọi người phát hiện xác của thằng hào ở lũy tre của làng ông bà bàng hoàng nói bọn mày sáng sớm dở hơi à chuyện này không có nói đùa được đâu đấy người còn lại khẳng định bọn con đâu có hâm mà sáng sớm đi bịa ra chuyện tày trời để đùa hả bác không tin cứ ra đấy mà xem sẽ rõ thôi mà bà liên chạy vội đi ba người cũng đi theo ngay sau đó gần nửa giờ thì tất cả cũng đến được nơi từ xa đã thấy nhiều người đang đứng cạnh bụi tre khiến cho ông lưu như không dám tin đó là sự thật bà liên lúc này thì đi không nổi nữa phải nhờ hải dìu từng bước đến nơi thì không còn gì có thể nói thành lời xác của hào đang nằm dưới đất trên mặt trắng bệt môi thì tím tái còn đôi mắt thì mở to cứ như trước khi chết anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng rất đáng sợ thêm một cái nữa đó là hai bên tay còn chảy ra dòng máu đỏ tươi. Bà Liên ngã xuống rồi ngất đi, còn ông Lưu thì đứng chết chân không nói hay làm bất cứ hành động nào nữa. Ông bà đi tới nhìn được cảnh tượng đấy cũng không nói nên lời, chỉ biết vỗ vai ông như lời động viên. Ông ngồi xuống xem qua xác của Hào một lượt thì ông nhíu mày lại mà khó hiểu. Bởi dấu hiệu chết quá bất thường, không có vết thương nào trên người, khuôn mặt thì biểu hiện sự sợ hãi tột độ ông tự nói thầm trong đầu chuyện gì lại khiến cho thằng nhỏ sợ hãi đến chết được chứ không lẽ là ông quay lại hỏi những người có mặt nơi đó ai phát hiện ra xác của nó trước thế dạ là con đây bác con đang đi qua nhà mẹ thì trông thấy ạ ông hỏi thêm thế tối qua những người ở gần đây có nghe thấy tiếng la gì hay không tất cả đều im lặng chứng tỏ cái chết của Hào quá bí ẩn. Nhưng khi ông sợ vào người của anh thì lại hoang mang thêm. Bởi đêm qua mưa lớn kéo dài gần tới sáng mới hết. Thế mà trên người của Hào thì lại khô. Thậm chí da còn bị nhăn. Cứ như người bị chết rồi để dưới ánh nắng lâu. Ông đứng lên mà không thể tìm được nguyên nhân nào giải thích cho hợp lý hơn. Lúc này một người bỗng nói ra một chuyện khiến cho cả đám phải hoang mang. Bác ơi, con nhớ tối qua đã thấy có hai dáng người đi ngang nhà con, nhưng do mưa lớn nên cũng không thấy rõ lắm. Có một cái rất khó hiểu, đó là một đứa bé đi trước nhưng con thấy không rõ cứ mờ ảo thế nào ấy. Còn người đi sau thì cứ như người vô hồn bước đi như cái xác vậy đấy bác." Ông hỏi gấp. "Nè, con mận, con cố nhớ lại xem đứa bé đấy tầm bao nhiêu tuổi và có thấy quen hay không?" Chị ta suy nghĩ một lúc thì nói thêm Dạ, tuy còn thấy không rõ nhưng đứa bé tầm 10 tuổi là cùng Nhìn cái dáng thì hơi quen Hình như là giống thằng cô Hoàng con chị Hương thì phải Có một bà xen vào Cái con này hâm à Mẹ con cái Hương đã về ngoại cả tháng nay đã về lại đâu mà mày bảo thấy hả Với lại trời mưa nên khó mà nhìn rõ được Con đừng có nói thế tội thằng bé Mận giải thích còn chỉ nói cái mình thấy chứ không phải là bảo cô Hoàng làm ra Bác kêu con tả hình dáng thế nào thôi mà Ông bà đứng lên nói Còn Mận nói đúng Chúng ta cần tìm rõ nguyên nhân để tránh có người bị hại kế tiếp Với lại chuyện này bác nghĩ có gì đó không bình thường Bởi trên người thằng nhỏ không có vết thương nào dẫn đến cái chết Còn nói nó dầm mưa bị cảm chết thì không có chuyện Da lại khô như người bị mất nước thế này Xem ra có gì đó không sạch ở làng mình rồi ông lâu lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi tới nhìn xác con rồi đứng lên nói: anh ba nè, tôi thấy hình như làng mình đang bị thứ đen tối đế ám thật rồi. Bởi thằng Hải nói tối qua con tôi đã gặp một đứa bé trên đường về, mà con mặn cũng bảo thấy nó đi với một đứa bé mà dáng đi thì khác lạ, chứng tỏ nó đã bị thứ đen tối đó dẫn dụ đến đây. Ông cũng có suy nghĩ đấy nhưng trước mắt vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nên ông không hấp tấp mà khuyên mọi người đừng quá lo lắng. Bây giờ chúng ta tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng nên đừng có làm lớn chuyện, không khéo ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người. Trước mắt tất cả hãy hạn chế đi đêm, nếu cần gì thì hãy đi nhiều người đừng có nên đi một mình. Giờ chúng ta đưa thầy ma về nhà cho chú Lưu đi. Nghe ông nói thế thì nhiều người cũng không bàn tới mà phụ đưa thầy ma về cho ông Lưu đến gần trưa thì cũng không có ai đi làm mà tập trung lại nhà ông lưu chia buồn với gia đình rất đông người có mặt ở đám tang mà nói về cái chết của hào bởi trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như này nên khó tránh được sự tò mò bàn tán của người dân ông ba lúc này vẫn là người bình thường chưa có biết bùa chú nên ông cũng không thể làm gì giúp cho ông lưu tìm được nguyên nhân về cái chết của con mình đến tối thì những người ở đám tang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng không ai có thể giữ được bình tĩnh. Khi màn đêm buông xuống tại đám tang có hàng chục người ở đấy, thì thấy tên tiền kia đi tới. Lúc đầu ai cũng nghĩ là hắn đến chia buồn với gia đình có người còn chọc. Hôm nay thằng tiền giữ được bình tĩnh mà đến viếng là may lắm đấy nhé chú lưu. Ông ba lúc này cũng nói: thôi mọi người đừng chọc nó nữa. Con người lúc này lúc kia mà, mong là nó suy nghĩ lại lo làm ăn để cho vợ con được nhờ. Ở làng ai cũng mong tiền sẽ thay đổi tính khí mà lo làm ăn. Nên đợi cho anh ta đi vào, ông Lưu còn đứng lên đón tiếp. Ông nói. Con vào ngồi chơi, chú có tí việc phải lo cứ tự nhiên đi. Bất ngờ hắn lại thét lên kinh hoàng, làm cho tất cả vừa run sợ, xen lẫn hoang mang. Ông ba đi tới hỏi. Nè tiền, mày làm gì mà la lên như thế hả? Nhậu cho cố vào rồi đến đây quậy à Bỗng hắn ta cười lên rất ma quái Đôi mắt thì trợn lên chỉ còn lại màu trắng Rồi hắn ta tự bẻ hai tay của mình Tiếng xương gãy kêu lên Làm cho tất cả chỉ biết khóc thét Sau đấy một giọng nói cất lên Nhưng lại là giọng của nữ Chúng mày phải chết Đêm nay tất cả phải chết Câu nói vừa dứt thì cái đầu của hắn tự xoay về sau lưng miệng thì cười lên từng tiếng kê rợn đến nỗi những người gan dạ nhất cũng sợ hãi bỏ chạy ra xa sau một lúc thì ở nhà ông lưu chỉ còn gần chục người lớn tuổi đủ bình tĩnh ông ba đi lại gần mà lên tiếng hỏi cô là ai sao lại xuất hiện ở đây làm hại người vô tội hả nếu cần chúng tôi giúp gì cứ nói làm được chúng tôi sẽ giúp xin đừng làm hại người vô tội nữa ta chỉ muốn tất cả các người phải chết nói rồi cả cơ thể của tên tiền uốn éo làm cho xương trên người gãy tạo ra tiếng kêu khiến mọi người sợ hãi không dám đến gần sau đấy hắn còn tự tay xé bụng móc ruột mình cảnh tượng quá hãi hùng đã làm cho tất cả không còn đủ can đảm đứng đấy mà chạy đi hết vợ chồng ông lưu cũng phải chạy qua nhà ông ba để tá túc sau khi người dân bỏ đi hết thì ở đám tang bắt đầu vang lên tiếng cười tiếng la Cứ như bọn nó đang vui mừng Vì dọa được tất cả người dân chạy tán loạn Đêm hôm ấy là đêm mà người dân trong làng phải thức trắng Trong tâm trạng bấn loạn tột độ Lúc này ông ba cùng với vợ chồng ông Lưu đang ngồi đấy Mà tự hỏi nhau Chuyện gì đang diễn ra trong làng Bởi hai ông lão lớn tuổi nhất làng Không thể biết được nguyên nhân Hay do ai đã làm ra chuyện này Ông Lưu nói anh ba nè Chuyện này quá khó hiểu bởi trước giờ làng mình Có từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ Chưa nói đến có ai bị ma quỷ dọa Nói gì bị giết được quậy phá như thế này Ông ba suy nghĩ một lúc lâu mới nói vào Anh nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ trong làng mình Có ai đấy chết oan mới dẫn đến chuyện oan hồn về báo thù như hôm nay Bỗng bà Liên vợ ông Lưu nói Hai người có nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà thằng Tiền hay không hả? Cả hai đều khó hiểu không biết lý do nào mà bà lại nói chuyện này có liên quan đến nhà của tên Tiền kia. Ông Lưu hỏi lại. Bà có gì lại nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà nó hả? Cái này cần phải có bằng chứng rõ thì mới kết tội được. Nếu không thì chẳng tốt đâu. Bà Liên mới nói ra cụ thể từng cái một. Bây giờ hai người nghĩ xem. Còn Hương trước giờ nó bị đánh chết đi sống lại Vẫn không bỏ đi Thế tại sao nó lại tự dưng biến mất hả Rồi thằng Hải đã nói đêm qua Hai đứa nó về thì con trai mình đã trông thấy Một đứa bé cuối cùng sáng ra nó đã chết Mà con Mận lại thấy nó đi Với cả một đứa bé giống như lời thằng Hải nói lại Rồi cớ gì thằng Tiền lại bị quỷ nhập giết chết Ngay khi đám tang diễn ra hả Tôi thấy mọi hướng đều có sự liên quan đến nhà thằng Tiền kia Không khéo chính nó đã giết vợ con Nên mới có thảm kịch như hiện tại đấy nghe bà nói ra thì cả hai ông cũng suy nghĩ thấy có gì đó liên quan tới thật nhưng hai ông chưa dám chắc nên không thể kết luận ngay mà đợi điều tra rõ thì mới quyết định ông bà nói vào thật sự nghĩ lại thì đúng là nhà thằng đấy là đáng nghi nhất nhưng bây giờ mình tạm bỏ qua cứ nghỉ ngơi đợi sáng mai rồi chúng ta hãy tìm rõ cho mọi thứ nếu không thì khó ai mà sống được ở làng này ông lâu cũng có suy nghĩ đấy nên không nói gì thêm mà nghỉ ngơi vì sáng mai còn chôn cất hào cho xong thì mới bắt tay vào mà giải quyết mọi thứ bố ơi mau kiếm thầy về trấn yểm lại ba mẹ con chị ta đi nếu không chẳng ai ở được trong làng nữa đâu hào con nói gì thế trấn yểm ai hả hào ơi ông làm gì mà ông la lớn thế ông tỉnh lại mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra ông ngồi lên thở hổn hển rồi cớ nhớ lại những gì mình gặp trong mơ lúc này ông bà cũng nghe được tiếng la mà đi xem tình hình hai vợ chồng ông hỏi chú mơ thấy gì mà la lớn thế hay là do đau buồn quá mà sinh ra mộng mỹ ông lưu mất thêm một lúc thì mới nói có khi nào chuyện mình nghĩ đã đúng hay không hả anh bởi không thể nào tự dưng tôi lại thấy thằng hào về báo mộng như thế được ông ba hỏi lại thế chú thấy gì nói ra xem mình cùng nhau tìm cách vâng ừ, em thấy thằng hào về kêu mình kiếm thầy về trấn yểm ai đấy nhưng nó không nói rõ là ai chỉ bảo là phải trấn yểm ba mẹ con chị ấy lại thế anh nghĩ nó đang nói đến ai nghe xong ông ba với bà liên đều hoang mang bởi nếu nói ba mẹ con thì suy nghĩ của bà đã đúng. Do cả ba mẹ con của Hương tự dưng mất tích rất kỳ bí, rồi chuyện ma quỷ cũng xuất hiện theo nên bà mới có suy nghĩ đấy, ông bà nói vào. Xem ra nhà con Hương đã xảy ra chuyện thật rồi, để mai anh đến xem thế nào, bởi anh cũng không tin là mẹ con nó đã bỏ đi như thế. Cứu! Làng nước ơi cứu mạng! Bỗng tiếng kêu cứu bên ngoài làm cho ba người phải giật mình mà chạy vội ra xem ai đang gặp nạn. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt không ai dám tin đó là sự thật. Bởi cái mà ba người thấy chính là một người đang bị lửa theo toàn thân. Người đấy vừa chạy vừa kêu cứ như một cây đuốc sống. Lúc này cả chục người đã kéo ra mà dập lửa cho người kia. Nhưng lạ một điều, dù có làm cách nào cũng không thể dập được ngọn lửa. Càng tưới nước nó càng cháy lớn dùng cây hay đồ thì mọi thứ đều bị cháy rụi tất cả không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người kia chết trong đau đớn tận cùng một số người vì quá sợ hãi mà nói trong hoảng loạn chết chết thế này thì chết hết chứ sống gì nổi hả qua một lúc thì người kia đã không còn cử động được nữa ngọn lửa cũng tự dưng tắt đi dù chẳng ai làm gì ông ba ngồi xuống đấy mà ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm bởi đến giờ này ông vẫn không thể hiểu nổi cớ gì một ngôi làng đang yên bình lại bị ma quỷ quậy phá giết người như giờ bất ngờ một vài thanh niên vừa chạy vừa kêu làm cho cả đám lại hoang mang tiếp vì nghĩ có người bị giết nữa nhưng khi thấy mấy thanh niên chạy tới mà không có ai bị gì nên bà tú lên tiếng quát bọn mày muốn chết à cớ gì đi la làng lúc này hả một anh lên tiếng nói con biết chuyện gì đang diễn ra trong làng mình rồi ông bà bất ngờ mà đứng lên hỏi lại nè thằng tuấn con thấy được gì mau nói rõ coi vâng chuyện này là do ba mẹ con chị hương về báo thù đấy ạ nhiều người không tin bởi ai cũng nghĩ hương đã bỏ đi về ngoài bà lạng còn quát lại bọn mày đang nói cái gì thế hả Có biết nói gở thế là không nên hay không tuấn nói thêm Bọn con nào dám nói đùa với mấy bác chứ ạ? À? Bởi vừa rồi bọn con nghe tiếng la nên cũng chạy đến xem. Ai ngờ con thấy ba dáng người đi phía trước, lúc đầu con với hai thằng này nghĩ là ai cũng đi hóng chuyện mà thôi. Khi đến gần thì cả ba giật mình, bởi đó chính là ba mẹ con chị Hương. Ông Lâu nhìn về hai người kia hỏi lại: "Thằng Hiếu, có thật là ba đứa đã trông thấy mẹ con nó không?" Hiếu gật đầu nói: ừ, "Vâng." đấy chính là chị ấy với hai đứa con. Cái làm bọn con sợ hãi kêu la chính là khi thấy bọn con thì chị ta cười rồi một giọng nói vang vọng. Mau đi với chị đi nào. Nói xong thì cô Hoàng với bé Cúc thoát cái đã xuất hiện trước mặt bọn con. Bà Tú hỏi lại, "Ờ hay, gặp ba mẹ con nó thì đã sao nào? Mà mày bảo hai đứa nhỏ thoát đã xuất hiện kế bên bọn mày là sao hả?" Tuấn nói thêm Ừ, vâng lúc đầu thì ba mẹ con chị ấy cách bọn con tầm vài mét nhưng bất ngờ hai đứa nhỏ biến mất rồi hiện ra kế bên con ôm lấy con với thằng hiếu rồi đôi mắt của nó chảy ra hai dòng máu nhìn kinh lắm ạ à. tuy sắc mặt với thái độ nói thì chứng tỏ hai thanh niên không phải bịa ra chuyện với lại vụ việc đầu hôm ở đám tang đã đủ làm cho cả làng kinh sợ nên mấy thanh niên này càng không dám bịa chuyện ma quỷ như này để dọa thêm nhưng bà Lạng với nhiều người cũng không tin mà nói. Tào nghĩ là bọn mày sợ quá nên bị hoa mắt thôi. Chứ trời tối như này làm gì bọn nó thấy được rõ mặt mũi thế kia chứ? Hiếu giải thích. Dạ không đâu, bọn con có đuốc mà. Vì bị dọa sợ quá nên con mới bỏ rồi chạy đến đây đấy ạ. À. Với lại, mấy bác nghĩ bọn con dám bịa chuyện để nói được à? Có người định nói thêm thì ông ba đã ngăn lại mà nói ra suy nghĩ của ông và vợ chồng bà Liên từ đầu hôm đến giờ. Mọi người đừng tranh luận nữa. Tôi nghĩ rất có thể chuyện này là do mẹ con nó làm ra thật. Bác đã tìm được gì mà nói thế? Chẳng phải mẹ con cái hương đã bỏ về nhà ngoại hay sao? Ông mới bắt đầu kể lại mọi chuyện mà ông với vợ chồng ông lưu suy nghĩ. Cuối cùng ông thở dài nói. Ði... Mọi người nghĩ lý do nào tự dưng con nhỏ bỏ đi mà không nói cho ai biết? Tôi từng nghe con Hương bảo cha mẹ nó không muốn nó bỏ chồng, bởi họ sợ mang tiếng với họ hàng nên kêu nó phải làm hài lòng chồng, chứ không cho nó bỏ về. Bây giờ muốn biết đâu là sự thật, có đúng như thế, đợi sáng chúng ta đến nhà nó kiểm tra sẽ biết ngay. Sau khi tất cả nghe được lời giải bày của ông thì tất cả thấy đúng là hợp lý do trước giờ nhiều người thấy hương bị đánh đập nhưng chị vẫn không bỏ đi chứng tỏ chị có nhiều khổ tâm không thể nói ra thấy vậy nhiều người muốn làm cho chuyện này sáng tỏ hơn nên cùng nhau kéo lên nhà của chị ta mà tìm hiểu sự tình do hiện tại trời cũng gần sáng mà đoạn đường từ đây lên đó cũng mất gần nửa giờ cộng thêm sự tò mò của mọi người quá lớn nên không ai muốn đợi thêm mà quyết tâm phải tìm cho ra sự thật mất một lúc thì tất cả cũng đến nơi nhưng cảnh tượng lại tan hoang như căn nhà hoang Một bà khó hiểu nói Con Hương bỏ đi thì nhà cửa trở nên hoang tàn thế này à Đúng là thằng chồng vô tích sự mà Ông bà nhíu mày lại Bởi nhìn từ bên ngoài ông đã biết nơi đây có chuyện không lành Nên ông lên tiếng ngăn những người khác lại Mọi người đừng bàn tán nữa Tôi nghĩ mọi thứ bắt nguồn từ nơi đây Giờ chúng ta đi vào trong xem thử đi sẽ biết thôi mọi người đi vào đến trước cửa thì tất cả phải đứng lại vì khung cảnh bên trong quá đáng sợ mọi thứ ngổn ngang nhện răng khắp nơi cứ như đây là căn nhà bị bỏ hoang rất lâu ông Lâu lên tiếng chuyện này là thế nào hả mọi người tôi nhớ mẹ con nó mới đi hơn tháng nay còn thằng tiền vẫn ở đây thế tại sao bên trong hoang tàn như này được hả không ai lên tiếng nói gì thêm bởi tất cả cũng có suy nghĩ như ông thì làm sao trả lời được câu hỏi ấy? Ông bà lúc này mới lên tiếng. Xem ra chuyện vợ con nó bỏ đi là không thật. Nói đúng hơn là nó đã ra tay giết hết vợ con nó, rồi nói dối con nhỏ bỏ đi. Giờ thì hiểu tại sao làng mình lại xuất hiện oan hồn quậy phá như này. Mọi người cũng cố đi thêm vào trong để tìm kiếm xem có chuyện gì mà khiến cho nhà cửa trở nên tan nát. Đi thêm vào trong thì mọi người ôm bụng mà nôn bởi một cái xác đang nằm dưới đất rất nhiều côn trùng cắn xé cái xác nhìn thấy cảnh tượng ấy mọi người chạy ra ngoài vì không thể chịu được hiện tại chỉ còn có vài ông lớn tuổi là đủ bình tĩnh để xem xét tình hình sau khi kiểm tra thì ông ba thở dài nói hey, đây chính là xác của thằng tiền thế nguyên nhân nào nó lại chết mà cả làng mình không ai hay biết vậy hả hay là do oan hồn vợ con nó về giết nhưng chúng ta đã thấy nó đến đám tang tự xé xác mình nơi đấy mà. Không lẽ mọi thứ mình thấy ở đám tang là giả tạo à? Vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân nhưng mấy ông phải ra bên ngoài vì không còn chịu được được mùi hôi của xác chết nữa. Lúc này từ sau nhà có một con chó đang ngậm một khúc xương chạy ra. Một bà nhìn thấy mà nói Ui, xương gì mà to thế nhỉ? Bà nói gì thế đấy? Xương gì ở đây? À, Tôi thấy con chó nó vừa ngậm một khúc xương to lắm chạy ra, nên thấy lạ mà nói em à. Ông ba như hiểu được điều gì, liền kêu tất cả chạy vội ra sau nhà. Đến nơi tất cả đứng chết chân bởi trước mắt họ là một gò đất bị con gì bới lên, tạo thành một cái lỗ nhỏ như cái hang. Có người nói, Con gì mà làm tổ to thế dưới đất hả? Mà lại bốc mùi kinh thế nhở? Ông lâu nhìn qua ông ba mà cả hai hiện rõ sự bất an rồi hai người đi từ từ đến để nhìn xuống cái lỗ ấy xem như là thứ gì bên trong bất ngờ cả hai hốt hoảng té về phía sau bởi họ vừa bắt gặp một đôi mắt nhìn thẳng hai người cứ như đang tức giận mọi người chạy tới đỡ hai ông lên rồi hỏi nhưng ông ba kêu mấy thanh niên đi lấy cuốc đến tuy hai ông không trả lời câu hỏi của người khác nhưng khung cảnh hiện tại họ cũng hiểu được phần nào bà tám đun giọng nói không lẽ bên dưới là xác của cái hương ôi quỷ thần ơi thằng cho ấy dám làm ra chuyện động trời như thế à một số thanh niên không đợi được lâu mà đi tới dùng tay cào lớp đất ra do những con vật đã đào một cái hố đi xuống cộng thêm cái huyệt không được sâu chính vì thế mà đất rất tơi nên cũng không khó để làm qua một lúc khi những người khác đem cuốc đến thì những người ở đây đã bới làm lộ ra một phần thi thể bên dưới Giờ thì ai cũng biết người nằm bên dưới kia là ai Nhưng họ lại không muốn tin Mà cố đào cho hết để xác nhận xem có thật như họ đang nghĩ Đến khi tất cả phơi bày ra Thì chẳng ai có thể chịu đựng được Mà chạy ra xa Vừa nôn vừa khóc trong xót xa Ông ba ngồi xuống mà thở dài Bởi ông cũng không ngờ tên tiền kia Lại có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như này Cái đau lòng hơn là trên thi thể vẫn còn vô số vết thương chứng tỏ cả ba mẹ con Hương bị người chồng cờ bạc rượu chè kia trước khi chết đã bị hành hạ thế nào. Ông nói trong nước mắt. Giờ thì hiểu tại sao ba mẹ con nó quay lại đây quậy phá giết người như thế. Một cái chết quá thương tâm mà. Thôi, chúng ta đào ba huyệt chôn cất cho cả nhà nó đi. Để vong hồn bọn nó được an ủi mà không về quậy phá xóm làng. Tất cả kêu thêm nhiều người đến đào bốn cái huyệt sau nhà rồi chôn cất. Mọi người đến lúc này vẫn không thể tin một người chồng vũ phu ra trường lại dám giết hại vợ con dã man như thế. Ông ba nhìn qua mọi người mà nói. Tôi mong tất cả hãy biết yêu thương quan tâm nhau để không phải xảy ra thảm kịch tàn khốc như hôm nay. Cuộc sống vốn khó khăn gian khổ. Nếu ta không biết chia sẻ cảm thông với nhau thì khó mà vượt qua được sóng gió của cuộc đời đây cũng coi như là bài học cho chúng ta về sau nói xong quay lưng đi bởi ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy nữa người dân cũng ra về trả lại không gian yên tĩnh u ám nơi đây một nơi mà mới tháng trước có một gia đình bốn người sinh sống có tiếng cười của trẻ nhỏ ấy thế mà bây giờ chỉ còn lại bốn ngôi mộ lạnh lẽo lặng lẽ nằm đấy khung cảnh đau thương này vốn dĩ sẽ không xảy ra nếu người chồng biết chia sẻ yêu thương vợ con mình chiều hôm ấy người dân không ai ra đường làm cho không khí cả làng cũng bị sự đau thương bao lấy con đường làng ngày nào đông vui mỗi buổi chiều người dân trêu chọc nhau tiếng nói tiếng cười và cả hình ảnh của đám con nít chạy nhạy chơi đùa yên bình đã không còn thay vào đấy là không gian yên tĩnh cơn gió nhẹ của buổi hoàng hôn cũng không còn đùa giỡn trên cành lá tiếng chim cỏ gọi nhau về tổ cũng không còn xuất hiện ông bà với ông lưu đang ngồi trước sân nhà uống trà mà cảm thấy như ngôi làng đã mất đi sự sống ông thở dài nói lên nỗi lòng của mình ngôi làng yên bình ngày nào sao bây giờ nó lại như này hả chú anh có cảm giác như sự sống nơi đây không còn tồn tại nữa hay phải chỉ vợ chồng biết chia sẻ yêu thương lẫn nhau thì thảm kịch đâu xảy ra anh lại lo an hồn mẹ con cái hương không buông bỏ được oán hận mà về quậy phá giết hại người khác thì khổ nữa ông lâu chỉ biết thở dài rồi đưa ánh mắt già nua của mình nhìn về phương trời vô định bởi ông cũng đang có suy nghĩ giống như thế quả thật ông cũng đang trong tâm trạng đau thương khi vừa mất đi đứa con trai ngoan hiền giỏi việc ông thì vẫn đủ bình tĩnh vượt qua nhưng còn bà liên thì đã suy sụp mà ngã bệnh từ khi hai tin con mình không còn hai người ngồi đấy mà im lặng trầm tư nhìn về phương trời xa xăm mà không ai nói với ai câu nào bất ngờ một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cả hai bị kéo về hiện tại ông ba đứng lên nhìn ra bên ngoài đường mà bất chợt nói sao tự nhiên lại xuất hiện cơn gió quái lạ như này hả không lẽ chuyện đáng sợ lại diễn ra cả hai đứng đấy mà nhìn về những ngôi nhà trong làng bởi họ đã gắn bó với nhau từ bao đời Nên chẳng ai muốn chuyện không may sẽ đến với người nào trong làng Bỗng hai ông quay lại sau lưng Thì đun sợ khi thấy một dáng người mờ ảo đứng gần một gốc cây Cả hai chưa biết đó là vong hồn của ai Thì một giọng nói được vang lên Muộn rồi Ngày mai mọi người hãy rời bỏ làng Nếu không chẳng ai sống được nữa đâu Ông Lưu nhận ra đó là tiếng của con mình liền chạy tới định hỏi thêm thì dáng người kia đã biến mất nhưng trong không gian vọng lại câu nói khác hãy thông báo với mọi người đêm nay không ai được ra khỏi nhà dù có sợ hãi hay thấy cái gì cũng vậy sáng mai phải rời bỏ làng đi nếu không chẳng ai sống được nữa ông lưu dù muốn nhìn con trai lần cuối nhưng có lẽ quy luật tạo hóa không cho phép nên cha con mới không được nhìn nhau ông cũng biết con mình đã làm hết cách khi liên tục thông báo cho hai người về tay ương đang đến với cả làng nên ông chỉ biết ngồi xuống đất mà bật khóc giờ thì ông không còn đứng vững được nữa mà bật khóc như bao nhiêu cảm xúc nỗi sợ sự lo lắng đã tràn ra khiến cho một người đàn ông cứng rắn vượt qua bao nhiêu gian khổ đã gục ngã hoàn toàn ông bà đi đến vỗ vai thay lời an ủi bởi hiện tại bản thân ông cũng không thể làm gì khác và chưa biết qua đêm nay ông còn sống hay không hai ông lão ngồi đấy người thì khóc như chưa từng được khóc còn người kia chỉ biết im lặng trong bất lực đến khi màn đêm đã buông xuống thì cả hai mới bình tĩnh lại mà chia tay nhau để về nhà bởi họ không hề biết sáng ngày mai còn gặp lại nhau hay không nhưng đứng trước tay ương này thì họ chỉ biết nói những lời động viên chứ không còn biết phải làm gì khác khi cả hai quay lưng đi thì bầu trời cũng tự dưng vang lên một tiếng nổ cứ như đó là lời cảm thương cho số phận của những con người nơi đây. Trời mỗi lúc một khuya, người dân thì mỗi lúc nỗi sợ càng nhiều. Không ai biết họ bị gì, chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết cứ vang lên khắp làng. Ông bà cũng không có thời giờ để chạy đi xem người khác, bởi ngay lúc này nhà ông cũng có vô số chuyện ma quái xuất hiện. Không biết từ đâu máu cứ chảy vào nhà vợ con ông thì sợ đến ngất đi chỉ còn lại một mình ông chứng kiến cảnh tượng hái hùng đấy bởi ông biết nếu không đủ mạnh mẽ thì cả nhà ông sẽ gặp nguy hiểm lấy hết sự can đảm và trách nhiệm của người chồng người cha ông đứng trước thế lực ma quỷ kia mà bảo vệ gia đình mình căn nhà ông lúc này toàn là máu từ trên mái nhà đến dưới đất mọi nơi đều có máu Đôi cánh cửa chính từ từ mở ra tiếng kêu từ hai cánh cửa tạo ra khiến cho tâm trí của ông sắp không trụ được nữa bởi lúc này toàn bộ giác quan đều trong trạng thái sợ hãi bấn loạn tột cùng Nhưng ông vẫn mở to mắt mà nhìn thẳng về cánh cửa kia Để chào đón vị khách không mời mà tới Cánh cửa mở ra hoàn toàn thì từ trong màn đêm đen tối kia cũng dần dần hiện ra một dáng người Nó không tiến vào nhà mà đứng bên ngoài cửa Cứ như nó đang dọa cho ông hoảng loạn mà chạy ra May mắn khi đầu hôm ông đã được phong hồn của Hào về báo cho biết nên ông không hề chạy đi mà vẫn đứng đó nhìn thẳng ra bên ngoài để đối mặt với nó sau một lúc lâu không lay chuyển được nên thế lực đen tối kia cũng không còn cách nào đành rời đi mọi thứ biến mất thì khung cảnh cũng trở lại như ban đầu căn nhà vẫn bình thường cánh cửa chính vẫn còn đang đóng và được ông buộc dây chặt giờ thì ông mới thở vào vì biết bản thân vừa vượt qua tai ương nhưng bên ngoài thì không được may mắn như ông, bởi hiện tại vẫn còn nghe thấy tiếng thét thê thảm của nhiều người. Lúc này có mấy người đang chạy hối hả để giữ lấy mạng. Tiếng nói tiếng kêu cứ liên tục vang lên trong nhóm người đang chạy. Nhưng "Chạy đi, nó đang đuổi theo đó." "Chạy đi đâu hả?" Sau tiếng cười là một hình dáng đáng sợ xuất hiện chặn trước con đường. Khuôn mặt xanh xao đôi mắt không có con người, miệng thì rách đến mang tai ấy thế mà trên tay của nó đang nắm hai cái đầu người máu vẫn còn đang chảy. Cảnh tượng ấy đã dọa cho mấy người này không thể chạy được nữa. Bỗng hai cái đầu bay đến hai người mà cắn vào cổ của họ. Cả hai lăn ra đất mà vùng vẫy để gỡ cái đầu ma quái kia, nhưng lại không được. Đến khi máu chảy ra ướt cả đất thì họ cũng không còn kêu la hay vùng vẫy được nữa. Những người khác định chạy ngược lại thì có hai người bị hai bàn tay đầy vuốt nhọn đâm xuyên qua người. Máu từ miệng, mắt mũi cứ thế mà không ngừng chảy ra, đến khi cái tay đút ra đã mang theo trái tim của họ. Người còn lại lúc này chẳng còn chạy được, bởi đôi chân đã hóa đá nên chỉ biết nằm dưới đất mà nhìn con quỷ kia đang ăn hai trái tim trong ngon lành. Cảnh tượng đó làm sao có mấy người đủ mạnh mẽ mà chịu đựng, nên anh ta cũng ngã xuống chết trong nỗi sợ. Sau khi con quỷ ăn uống no say thì nó cũng rời đi, bỏ lại khung cảnh máu me xác người nằm đầy dưới đường đến sáng ông ba mở cửa ra ngoài thì không thể đi thêm bước chân nào nữa bởi toàn bộ mặt đường nhuộm đỏ bằng máu xác người thì nằm khắp nơi nhưng chẳng có cái nào còn nguyên vẹn người thì bị mất đầu kẻ bị xé xác tay chân nằm mỗi nơi có người bị xé toạc bụng nội tạng cũng bị moi ra ngoài nhưng đa số chỉ có quả tim là bị lấy mất đáng nói nhất chính là có nhà bị giết hết đến đứa trẻ vài ba tuổi cũng không còn rất may số người chết chỉ tầm vài chục người những người còn sống nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết khóc trong nỗi sợ ông bà đã kêu tất cả tập trung lại mà nói bây giờ làng mình đã không thể sống được nữa chúng ta hãy chôn cất những người xấu số này xong thì về nhà thu dọn đồ đi khỏi làng ngay trong ngày nay nếu còn ở lại thêm thì số người chết sẽ chết nhiều hơn với hoàn cảnh này thì không ai dám ở lại nên sau đó cùng nhau đào huyệt chôn cất nhà nào bị chết hết nhà thì mọi người sẽ chôn tất cả trong chính căn nhà của họ từng sống do số người còn lại khá đông nên chỉ tầm trưa thì mọi chuyện đã làm xong rồi lần lượt từng gia đình cũng rời đi ông lưu với ông bà cũng đã chuẩn bị xong nhưng còn đứng lại để nhìn khung cảnh ngôi làng mà ông cha đã tạo dựng lên qua bao thế hệ mới có được như ngày hôm nay hai ông không muốn rời đi nhưng vì an nguy của gia đình mà họ không thể ở lại. Khi ông kể đến đây thì ngưng lại, như đang cố dằn cảm xúc xuống. Những người có mặt lắng nghe câu chuyện cũng không tránh khỏi cảm xúc sợ hãi, sàn lẫn thương cảm cho những người xấu số kia. Ông Minh lên tiếng. Anh ba biết bố chú sao lúc ấy không giúp ngăn chặn oan hồn ba mẹ con họ lại. Ông kéo hơi thuốc cho tâm trạng bình lặng lại thì mới lên tiếng nói lúc đó anh đã biết bùa chú gì đâu sau khi mọi người rời đi thì có một vị thầy pháp đi tới ông ta nhìn quanh làng được thở dài thương cảm anh mới nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe nhờ thế mà ông đã ở lại nhằm chấn giữ những oán linh nơi đấy không cho bọn họ đi nơi khác gây họa anh mới cho vợ con đi trước rồi ở lại phụ với thầy ấy anh với ông đã làm liên tục gần một tháng sau thì mới có thể chấn giữ được tất cả oán linh nơi đó lại lúc đầu anh kêu ông giết vong hồn ba mẹ con họ luôn nhưng thầy ấy bảo cả ba đã mang nhiều oán khí cộng thêm hấp thụ linh hồn và dương khí nhiều nên rất mạnh không thể tiêu diệt được chỉ có thể giam cầm chuyển hóa họ lại dần dần anh sợ sau này phải gặp chuyện như thế nên đã xin ngài ấy chỉ dạy cho mình một ít kiến thức về bùa chú rất may thầy chấp nhận mà chỉ dạy lại anh đã theo ông học suốt ba năm liền thì mới được như hôm nay tuy anh không thể khắc chế được âm quỷ mạnh nhưng cũng có thể giúp được nhiều người trừ ma phá giải oan gia trái chủ này kia sau khi học xong thì anh mới đưa vợ con đi về miền xuôi may mắn đến được nơi đây bởi vậy vừa rồi anh thấy tình cảnh nhà con hoa mà anh sợ phải gặp lại thảm kịch năm xưa nên mới làm mạnh tay với thằng ớt khi nghe xong câu chuyện của ông mà ai cũng thấy lo sợ bởi trong cuộc sống vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo nếu ai đấy không kiềm chế được bản thân mà lỡ gây ra sai lầm thì hậu quả sẽ khó mà lường được người dân cũng mong muốn ớt sẽ thay đổi bản tính để cho gia đình sum họp sống cuộc đời êm ấm hạnh phúc hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả quý vị đã uh, theo dõi và ủng hộ cho kênh người dẫn đường quay âm ủng hộ cho giọng đọc của duy thuận nhé hy vọng rằng quý vị sẽ uh, yêu mến hai tập truyện này yêu mến kênh người dẫn đường coi âm nhiều hơn nữa chúc tất cả quý vị ngủ ngon hẹn gặp lại vào tối ngày mai quý vị nhé